Chồng mi xuống đất, đợi mi nảy mầm rau quả, ta là được mẹ nấu cho một bữa no nê rồi. Ồ, cây giỡn đang lớn nè. Trời ơi, mém rớt luôn chứ. Mà nó cao tới đâu vậy ta? Được rồi, nhưng đây là đâu vậy ta? Wow, nhà có ai ở đây vậy ta? Xem mới được. Thơm quá. Nó ở đâu vậy ta? Đồ ăn nhiều quá đi, ngon quá đi à. Không có ai ở đây, mình ăn một miếng chắc cũng không sao đâu. Ai vậy? May quá. Ai cho ngươi vào đây lấy trộm đồ ăn của ta hả? Tự nhiên thấy đồ ăn nên con
Ở đâu mà tự nhiên có được? Cái gì cũng phải có người làm, người nấu chứ. Trả lại đồ ăn cho ta ngay. Ông, con trả ông nè. Nè ông. Đường chạy nữa. Đường chạy nữa. Cái đầu, cái đầu. Mang ta xuống, mang ta xuống đây. Hả? Trời ơi, đừng có đuổi theo mà. Cây sẽ gãy đó. May quá, chỉ là nằm mơ thôi. Từ nay mình hứa là sẽ không ăn và không nhận đồ của người lạ đâu. Đổ chuông kìa đớp. Chào cậu bé. Ta đang giữ cha của ngươi trong tay. Muốn cứu cha ngươi, hãy đi đến vách núi ở khu rừng u ám. Nhớ là không nói cho ai biết. Nếu không, ta sẽ giết cha ngươi. Ngươi là ai? Sao bắt ba ta? Hả? Sao bây giờ hả đớp? Thì phải đi cứu ba mình thôi. Hay mình gọi cho cảnh sát đi. Không được, không nghe hắn nói sao? Nếu báo cảnh sát, hắn sẽ giết ba mình á. Làm sao bây giờ hả đớp? Tay to, ở nhà xem chúng có liên lạc gì không thì báo cho mình biết. Còn mụn bự, đi theo giúp mình. Lần này, mình sẽ cho chúng một bài học. Sao? Mình thấy lo lo sao hả đớp? Lo cái gì chứ? Có khi nào chúng ta bị gạt không hả đớp? Chào mừng hai người đã đến với vương quốc của những đứa trẻ sắp bị lên dĩa. Trời, cái vương quốc gì mà nghe tên nhầy quằn vậy? Nghĩa là chúng ta sắp bị quay nướng, chiên xào đó. Cái gì? Là bắt cóc con nít đó hả? Đúng như vậy. Thì cứ gạt hai đứa ta. Đúng vậy, giờ thì các ngươi hãy chờ nạp mạng cho ta. Dừng lại. Yeah, hoan hô, trúng rồi. Thì ra là ông già đốm. Ông tưởng ta không còn vũ khí à? Hãy xem khắc phục của ta đây. Bùm ba la, năm sáu bảy tám la 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 la. Khắc phục hả? Làm gì hả bác ơi? Để cho ta. Bùm ba la, bùm ba la. Đứng lại. Trời ơi, sao hắn đứng yên vậy? Đây là thuốc bà mới nghiên cứu xong. Cũng may á là bác với tay to tới kịp. Nếu không chắc tụi con bị hắn gì nước mắm rồi. Đây là một bài học cho tụi con đó. Không được nghe lời người lạ, gạt đi đến bất cứ nơi đâu hết. Người lạ yêu cầu làm cái gì thì phải báo cho ba mẹ hoặc là ông bà biết, nghe chưa? Tại con lo cho ba. Ba biết là đốm thương ba, nhưng con nhớ những điều ba dặn nghe chưa? Dạ, con hứa với ba. Con cũng hứa luôn, chứ con sợ quá hả? Xém tè cả quần luôn rồi. Mẹ ơi, mẹ đi đâu rồi ta? Mẹ ơi, mẹ mẹ. Hả? Tờ giấy gì vậy? Ai? Ai là bắt cóc ba mẹ ta? Ta cần ba mẹ của ngươi. Đốm ơi, ba mẹ mình bị bắt cóc rồi. Giờ sao đây đốm? Đốm ơi, giờ sao đốm? Mình cũng bị giống như vậy. Không biết ai đã gây ra chuyện này nữa. Nhưng chắc chú không đi xa đâu. Các mẹ chia ra các đồ nữa tìm đi. Nè nè nè, được thấy không? Cũng phải hẹn gặp ở công viên nha. Đồng ý. Bụng bự, bạn có tìm thấy ba mẹ không? Tao có.
bạn có thấy manh mối hay dấu hiệu gì khả nghi không? Mình đã đi hết những nơi ba mẹ từng đi, tới từng nhà người quen ba mẹ mình hay tới, nhưng không ai biết thông tin gì về họ. Ba mẹ ơi. Thôi nín đi mà, chuyện đâu còn có đó, khóc cũng có giải quyết được gì đâu. Chuyện này là sao ta? Sao ba mẹ của chúng ta lại bị biến mất? Không biết á, là ba mẹ mình có bị đói bụng không nữa. Mình muốn được có ba ở nhà quá à. Giờ này nhà mình thường ngồi bên nhau, ăn cơm xong rồi sẽ nói chuyện rất là vui, và xem tivi nữa. Giờ này nhà mình cũng ăn cơm, mẹ nấu toàn món ăn ngon cho cả nhà thôi. Ba thì ngồi kể cho mình nghe các sản phẩm nghiên cứu của ba. Sao mẹ mình lúc nào cũng khó khăn, lúc nào cũng bắt mình phải làm theo quy định. Còn mình thì á, con không được ăn cái này, con không được ăn cái kia, không có tốt cho sức khỏe đâu, mệt ghê á. Còn mình thì mẹ lúc nào cũng dặn dò con gái phải nấu ăn ngon, con gái phải khéo léo, chán ơi là chán. Nếu không có ba mẹ thì tụi mình sẽ được tự do. Đúng rồi đó, làm theo ý của mình luôn. Tụi mình tự do biết mấy. Mình biết tại sao chúng ta lại bị thất lạc ba mẹ rồi. Mình cũng biết rồi, tại tụi mình có ba mẹ mà không biết trân trọng, nên ba mẹ tụi mình không ở chung với tụi mình nữa. Giờ chúng ta phải làm sao? Thôi đừng có buồn nữa, sẽ có cách thôi mà. Chúng ta đã biết lỗi rồi. Con sợ cục cường. Đây là bệnh tiêu là cái chết. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Tất cả bình tĩnh, hãy gọi người đó ra đây. Người đó là ai? La 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 la. Có cả cái voi bơi dưới đất nữa không? Thiên nhiên đầy những thứ mà con chưa biết đâu. Trời ơi, nó nuốt hết luôn rồi kìa. Chưa tới phần hay nhất đâu. Wow, hùng vĩ quá. Tay của cháu sao rồi?
vì con trai cô là người nắm giữ quyền năng của thiên nhiên. Vậy đi cứu mẹ mình đi. Nhưng còn bạn ở đây thì làm sao? Đi nhanh đi, bọn này là chuyện nhỏ với mình mà. Bây giờ tới tụi bay. Ngon nhà vô. Cây cuối cùng nhân vật chính cũng xuất hiện, nhanh hơn ta tưởng. Chính người đã bắt mẹ ta. Người đã luyện tập rất kỹ rồi. Tay phải là lửa, tay trái là cây, chân phải là đất, chân trái kim loại, nước phun ở miệng. Trận này ta thắng. Ta sẽ lấy năng lực của ngươi. Tia sáng này ấm quá. Mẹ thiên nhiên. Bộ đáng cười lắm hay sao mà cười hoài vậy? Đâm nhìn lại đi. Đâm viết chữ xấu đến nỗi mình không đọc được chữ nào luôn á. Hỏi sao cô không cho bạn học dịch được chứ? Mình viết hơi ổng một chút thôi, cũng đâu đến nỗi mà có gì quan trọng đâu. Nếu đâm không rèn chữ, viết chữ xấu như vậy nữa thì bạn sẽ bị ăn học dịch nữa. Bự quá. Ghét. Không thèm chơi bùng bùng nữa. Mình nói thiệt thôi mà. Viết chữ xấu một chút có sao đâu. Ai cũng làm như ghê gớm lắm vậy á. Đau quá. Ủa, đây là đâu vậy ta? Sao ở đây lại có cái hang vậy? Làm sao mình lên trên đó được đây? Có ai không? Cứu tôi với. Cứu tôi với. Không có ai hết. Làm sao mình lên trên đó được chứ? Không lẽ ngụm cô tỏi ở đây luôn sao? Á, à, chim nhỏ. May quá. Cứu mình với chim nhỏ. À, hay là em bay về gọi ba mình ra đây giúp đi. Em không nói được hả? Thôi, ra xui dữ vậy trời. Ý em kêu anh viết thư cho ba anh đó hả? Cái thằng đốm này,
đi học không chịu về nhà. Lần này nhất định bác sẽ cho nó ăn đòn mới được. Chắc bạn ấy bị không điểm tập đàn chữ nên bạn ấy sợ bác la. Hình như chim nhỏ ngậm tờ giấy gì phải. Ê, ai vẽ bùa cái gì mà bắt đọc không được vậy ta? Cái con chim này kỳ cục nghe. Ê bác ơi, hình như là chữ của Đốm á. Cái gì? Đốm hả? Không lẽ nó gặp chuyện? Đi 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 đi, nhanh lên con. Con viết chữ xấu quá, bà đọc không được luôn. Cũng may là bụng bự nó thông minh, nếu không là con ở dưới hang này luôn rồi đó. Mai mốt con sẽ rèn chữ cẩn thận. Cảm ơn bạn nghe bụng bự. Cảm ơn chim nhỏ. Hay là bạn viết thư cảm ơn mình đi. Mấy đứa. Dạ, mẹ gọi con. Con nhìn căn phòng bừa bộn như vậy mà chịu được hả? Dạ, hôm bữa con qua nhà Đốm á, còn bừa bộn hơn nữa mà. Vậy con tính xả rác thêm cho đủ chi tiêu chứ gì? Dạ không có. Trước khi mẹ về mà không dọn xong là cắt phần ăn bánh trong vòng một tuần, hiểu chưa? Dạ. Chỉ có hai đứa mình, sao mà dọn kịp đây? Bạn hỏi mình biết hỏi ai đây? Tiêu bụng bự rồi. Mấy chú em có cần giúp đỡ gì không nè? Tụi em phải dọn đống này trước khi mẹ về, mà nhiều quá trời quá đất luôn à. Vậy hôm nay là ngày may mắn của chú em rồi. Bọn anh có thể cung cấp cho dịch vụ dọn dẹp tốt nhất quả đất này luôn. Ý, vậy hay quá à. Mọi sự nhờ mấy anh luôn. Nhưng mà chi phí không có rẻ đâu đó nha. Bạn phải hỏi về chi phí trước khi quyết định chứ. Ôi à, thoải mái đi, sao mà phải nghĩ. Vậy là quyết định như vậy nha. Đồng ý. Mọi thứ sạch sẽ. Bụng bự hôm nay giỏi quá ta. Thế nào, quý khách hài lòng với dịch vụ của chúng tôi chứ? Quá hài lòng luôn. Vậy à, cho xin phí dịch vụ nha. Vậy mấy anh muốn bao nhiêu nè? 20 phần bánh ngọt, quý khách thấy thế nào? Ý trời ơi, vậy là hơn 2 tuần em phải nhịn bánh đó, còn hơn là bị mẹ phạt nữa. Đúng rồi. Sao chú em tính quỵt tiền tuổi này hả? Sao có chịu được bánh không? Thôi được rồi, em trả mà. Em trả từ từ mà. Mỗi ngày tụi ta sẽ đến lấy phần bánh, coi như đây là bài học nhớ đời cho chú em. Thấy chưa, đây là kết quả của việc bạn ỷ lại vào người khác đó. Ủa, có chuyện gì vậy ba? À, xóm mình có người mới đến đó mà. Hình như là cậu Cáo á. Vậy hả? Bữa nào gặp nói chuyện coi sao. Cậu Cáo sống một mình hả ba Đốm? Ừ, cậu ta sống có một mình à. Ôi, đau quá. Ba, con sao không ba? Không sao rồi con. Con giúp ba cái chậu nha. Đó là... Ủa, sao anh thấy ba em bị té mà không giúp vậy? Liên quan gì đến ta mà ta phải giúp chứ? Anh mà ra giúp thì ba em đâu có té đâu. Trời, đó là chuyện của ba cưng. Mắc gì đến ta ra giúp, mắc công té chung thì sao hả? Nói gì mà nghe được trời.
Thôi con, ba không sao đâu. Ba té mà anh ta đứng nhìn như không gì vậy á. Mai mốt mà lỡ bị gì con không thèm giúp đâu nha. Người đâu mà kỳ cục à. Nè, không được đâu. Con làm như vậy thì chẳng khác gì cậu ta hết. Mình nhận giúp, dần dần cậu ta sẽ hiểu ra thôi. Thôi, phụ ba bưng cái này vô nhà đi con. Dạ. Trời sấm chớp ghê quá đi. Một cơn bão đang ập tới, mọi người nên đề phòng gió lốc, đóng cửa nhà cẩn thận và chuẩn bị lương thực cho mình. Thì ra là bão tới, kiểu này chắc chắn không ai dám ra đường đâu. Ghê quá ba ơi, có bao giờ nút nhà bay lên luôn không ba? Có sợ, ba kiểm tra kỹ rồi, không sao đâu. Để con giúp ba đi khóa cửa nha. Để mẹ kiểm tra đồ ăn cho hai ngày coi sao. Có chuyện gì vậy này trời? Trời ơi, bão tới, đồ đạc của tôi, đồ đạc của tôi. Cứu tôi ơi, cứu tôi ơi, cứu tôi. Chết rồi, chặt quần áo, bị tóc mái, phải qua đó giúp đỡ nhanh thôi. Cứu tôi ơi, cứu tôi ơi. Cố gắng ra. Quấn chắc vào đi, chúng tôi tới rồi nè. Sợ quá, sợ quá. Sao mọi người lại cứu tôi? Hôm qua tôi đã mặc kệ mọi người mà. Đáng lẽ là không có cứu đâu á. Vì không phải chuyện của mình đâu ba ha. Đừng có nói như vậy. Người ta nói hàng xóm tối đèn còn có nhau. Cậu ở có một mình không ai chăm sóc. Nếu không phải là nhà tôi thì nhà khác cũng sẽ giúp cậu thôi. Chỉ cần sống tốt, giúp đỡ cho mọi người thì khi gặp hoạn nạn chắc chắn sẽ có người giúp mình mà. Cậu có hiểu không? Tôi sai rồi, xin lỗi và cảm ơn cả nhà rất nhiều. Có cá, có cá. Ơi, có con cá chút xíu à. Anh bò ơi, tôi còn bé lắm, anh thả tôi ra đi. Bò hả? Nhỏ thì ta đem về làm cá vàng chiên bột. Anh bò ơi, hay là anh tha cho bạn cá đi. Chắc bạn đó còn nhỏ nên đi lạc thôi. Giỡn hả? Bỏ đi rồi thì trưa nay ta biết ăn cái gì đây? À, em đợi cái bánh hamburger này với anh nha. Em mới mua còn nóng hổi đó. Đợi xong ăn liền luôn, khỏi mất công nhà nhà chiên bột. Đổi luôn nè. Bây giờ an toàn rồi đó, bạn đi đi. Nè nè, khoan đi đã. Lúc nãy mình định nói thả mình ra đi thì mình sẽ cho ba điều ước, nhưng cuối cùng người thả mình lại là bạn. Giờ bạn muốn ước gì nè? Hả? Bạn nói thiệt hả? Mình có ba điều ước. Thiệt à? Bạn cứ ước đi, điều gì cũng được. Vậy mình ước... ước có một cục vàng. Hả? Có vậy chứ. Anh là đồ tham lam. Lúc nãy anh đã nhận cái bánh hamburger rồi mà. Tưởng dụ ta là dễ hả? Hên là đi chưa xa, không thôi là tôi mất ba điều ước rồi. Được thôi, nhưng vì tớ mới là người thả tôi xuống nước nên anh ước bất cứ điều gì đớm cũng sẽ được gấp đôi. Anh bò ước đi, còn hai điều nữa. Hả? Cái gì? Nó được tới hai cục hả? Cái vàng thông minh ghê. Để xem anh bò ước gì nè. Kiểu gì tôi cũng hơn anh thôi. Vụ này căng à nha. Mình ước được một căn nhà thì thằng nhóc này được tới hai căn nhà. Mình ước là mình khỏe nhất thế giới thì thằng nhóc này cũng sẽ khỏe mạnh gấp đôi mình. Khó nghĩ quá ta. Sao rồi anh bò? Nghĩ ra được gì chưa? Ước nhanh đi, tôi cần về. Tưởng đặt điều kiện như vậy là làm khó được ta hả? Ta ước ta bị què một chân. Hả? Đúng là đồ tham lam nham hiểm. Ta còn một chân thì còn chống nạn đi được, còn ngươi thì để xem đi kiểu gì. Trời ơi, ai da, đau quá. Tôi ước mọi chuyện chưa hề xảy ra. Mọi chuyện quay lại lúc sáng rồi. Sao hả anh bà?
tôi khỏi. Sợ rồi, tham lam làm cái gì cho khổ. Chúc mừng anh đã nhận được bài học rằng tham lam thì trước sau gì cũng nhận hậu quả mà thôi. Bị ngất xỉu rồi. Giờ phải làm sao? Mình phải về trong đây đi cứu bà. Không vào rồi đâu Rớp, phòng đó kiên cố lắm. Mình có lấy từ phòng thí nghiệm mấy viên thuốc tan chảy nè, chất liệu nào cũng tiêu hết. Cho các con thú uống chất emo mới một ngày thôi, cho nên các con thú chưa thể tự điều khiển được. Giai đoạn đầu của chất emo chỉ là những hành động bắt chước từ thành viên mẫu mà thôi. Nào các con, hãy thuần phục đám thú hung dữ ấy bằng tình yêu thương của mình. Hãy yêu thương chúng đi. Làm sao yêu thương được bác? Nó đang chuẩn bị ăn thịt. La 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 la. Chán quá, chán quá, không có gì vui hết á. Nhưng biết làm gì bây giờ? Mình có chỗ nào khác để khám phá không ta? Chỗ này đi hết trơn rồi. Để mình suy nghĩ. Có rồi. Wow! Ôi, phòng nghiên cứu của ba đốm thật là bự. Ôi, có cá nữa nè. Ừ, mà sao hồ cá lại không có nước? Ủa, sao mà hoa mà biết nhảy múa nữa kìa? Lạ ghê. Mấy bạn thấy thích không? Hơi lạ, nhưng mà... Nhưng sao? Nhưng không lẽ đốm dẫn hai tụi mình đến đây chỉ để xem cái phòng nghiên cứu của ba đốm thôi sao? Đúng rồi đó. Tất nhiên là không phải như vậy rồi. Đây rồi. Đâu? Cho mình coi với. Công thức chế tạo. Hay bạn làm theo công thức đó xem như thế nào? Để mình thử. Hình như sắp được rồi đó. Nhưng đâu có thơm đâu.
Chưa xong, còn một thứ nữa. Còn thứ này nữa. Ôi, thơm quá. Cho mình thử với. Mình nữa. Ba về rồi nè Đốm. Đốm ơi, con đâu rồi? Ba đứa đang làm gì vậy? Con. Có phải lại phá đồ của ba phải không? Dạ tụi con. Các con có biết tự vào phòng người khác mà không xin phép là bất lịch sự lắm không? Dạ, tụi con xin lỗi ba. Còn thêm quậy phá đồ đạc mà mình không biết sử dụng là cực kỳ nguy hiểm. Dạ, tại bạn Đốm nơi. Cả ba đều có lỗi nên không cần đổ lỗi cho nhau làm gì. Bác phạt hết cả ba cho bỏ tật phá đồ đạc nguy hiểm. Tới các bạn không, nhưng mà theo hệ thống định vị không gian á thì cách đây 30 phút kẻ giấu mặt X đã vượt thời gian đến không gian của các bạn đó. Mình nghĩ nó có liên quan đến trận hỗn chiến ở đây nè. Ủa, ba đâu rồi Đốm? Ba đi đâu rồi đó? Không có ở đây. Mình đến đây thì thấy mọi thứ đổ nát như vậy nè. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chúng ta cùng đi tìm ba đi. Đốm, con có thấy ba không? Còn đây là... Đây là tụi con đến từ tương lai. Tụi con cũng từ phòng nghiên cứu của ba về. Ai đó đã đập phá mọi thứ ở đó đó mẹ. Trời ơi, vậy ba có làm sao không? Tụi con cũng vừa nghe tên. Không biết tên giấu mặt X đó có phải là người gây ra hay không nữa. Đã có một sự kiện rất lạ lùng xảy ra. Tại sở thú đã không còn một con thú nào. Cơ quan chức năng đang điều tra chuyện gì đang xảy ra. Các bạn, chúng ta phải đến ngay sở thú. Biết đâu sẽ tìm thấy được cái gì đó. Được đó. Cho tụi mình tham gia cùng với nha. Chắc chắn rồi, chúng ta sẽ luôn là một đội mà. Các con đi cẩn thận nha. Có tin tức gì của ba là gọi ngay cho mẹ nha. Dạ, tụi con biết rồi. Các chuồng thú vẫn còn bị khóa. Chúng làm thế nào để đưa thú ra mà không phá khóa ta? Lạ ghê. Mấy con thú to mà chở đi đâu thì cũng bị phát hiện chứ. Ê, có cái gì đằng kia kìa các bạn. Chào anh bạn nhỏ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Đừng sợ nha. Tụi anh không làm hại em đâu. Ủa, các loài thú khác đâu rồi? Sao chỉ có mình em vậy? Chúng ta tới đó xem đi. Trời ơi, chú khủng long á. Khủng long mẹ nổi điên lên cho coi. Bạn làm quá không à. Trời ơi, tự nhiên bấm nút hở.
khỏi trần gian chứ vậy? Ê, khủng long bỏ chúa kìa. Con này chạy dơ quá ha. Tiền về nhanh nào. La 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 la. Trời ơi, mùi gì mà khó chịu dữ vậy bác? Mùi thuốc hóa học thôi mà, mấy đứa làm gì ghê vậy? Thôi, đi chỗ khác chơi đi, mày nhọc phiền quá. Đi thôi các bạn, những người tham lam rồi sẽ lãnh hậu quả thôi. Xì, bọn nhỏ này nhiều chuyện. Bác nông dân làm như vậy là không đúng đâu. Vì ngoài chợ đen có rất nhiều hóa chất độc hại chưa rõ thành phần, có thể gây tác hại không lường trước được. Ây da, sao khó chịu dữ vậy nè. Xin chào Tai To. Chào buổi sáng. Tối hôm qua, mấy bạn có nghe mấy âm thanh kỳ lạ từ nhà bác nông dân không? Có. Nghe giống như là có con gì sổng chuồng vậy á. Chạy đi. Hả? Chuyện gì vậy? Trời ơi, đây có phải là bác nông dân không vậy? Chạy đi các bạn ơi, hình như bác nông dân bị biến thành xác sống. Con gì rồi? Sợ quá à. Không biết làm sao mà lại ra đến nông nổi này nữa. Chắc là do thuốc hóa học đã ngấm vào người bác rồi đó. Muốn chạy ra nhà mình đi. Con chặn cửa lại. Cẩn thận, cô thanh xuống mấy đứa. Hả? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy? Tôi đang ở đâu đây? Nè, anh coi đi. Sử dụng chất hóa học bậy bạ rồi tự hít vô nên biến thành vậy nè.
tôi mà không tới kịp á, không biết hậu quả sẽ ra sao nữa. Trời ơi, không ngờ cớ sự lại thành ra như vậy. Thiệt xin lỗi mọi người lắm. Sau này á, tôi sẽ phải dùng những cách tự nhiên để nuôi trồng, bỏ hẳn ba cái chất hóa học, vừa hại môi trường, hại người dùng, hại cả người đứng phun nữa chứ. Bác nhớ đó nha, không thôi là mốt biến thành quái vật nữa đó cho coi. Tiếng gì vậy? Sợ quá. Tối qua nhà mình có ma đó. Sao miệng cậu có mùi vậy? Mình đánh răng rồi mà. Thôi, có mùi không quan trọng. Mà bạn thấy nó hả? Không, không. Mình chỉ nghe tiếng thôi. Tiếng gì vậy? Tiếng cộc cộc cộc. Ôi, ghê quá à. Tiếng đó nó cứ liên tục vậy á. Mà mình sợ quá, cũng ngủ quên luôn rồi. Thôi, mai cũng cuối tuần rồi. Hay tụi mình qua ngủ chung với đốm coi sao. Được đó, đi đi. Để mình về xin mẹ rồi qua. Được rồi, vậy chúng ta có nhiệm vụ cho tối nay. Hả? Ngủ mà nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ bắt ma. Đốm thì về thông báo cho ba mẹ tối nay tụi mình qua ngủ lại nha. Tay to thì mang theo một cái đàn binh nha. Ừ, mình nhớ rồi. Mình sẽ mang theo một cây súng nước để tự vệ. Ừ, đồng ý. Chưa thấy nó mà đã sợ rồi. Không được ngủ. Đến sớm đi, không là ngủ mất tôi luôn á. Ma đâu? Ra đây! Hai bạn im lặng đi, coi tiếng nó phát ra từ đâu. Mình nghe rõ lắm. Mình nghe nhỏ nhỏ hả? Ủa, sao mình lại nghe thấy ở đây? Nó ở đâu trong miệng của đốm nè? Nó nhập vào mình rồi. Bạn há miệng ra coi. Ôi trời, sao sáng vậy? Hóa ra là mày hả sao răng? Mi làm gì ở đó vậy? Ta là mổ đi sống mà. Nguyên một con sâu là mổ luôn mà bạn không thấy hả đốm? Không, thấy thì sao tiếc được. Ta chỉ mới tới đây ở hôm qua thôi, chứ ở thêm vài hôm nữa ta đục bánh hàm răng ra là thấy à. Sao ngươi chui vào đây vậy? Vì nhiều đồ ăn chứ sao. Hắn có chịu đánh răng trước khi ngủ bao giờ đâu. Ủa đốm, không đánh răng hả? Vậy phải bắt con sâu ra. Đúng, chỉ cần nó ra là được. Ta không ra đâu, bắt cũng không có ra. À, mình có cách rồi. Cách gì, cách gì? À, hay quá, làm liền đi. Ném banh hàm răng luôn rồi. Bạn lười thiệt, mình ăn nhiều mà còn siêng đánh răng hơn bạn nữa nè. Từ nay phải đánh răng cả hai lần, sáng và tối trước khi đi ngủ nha, để phòng sâu làm tổ và phòng cả hôi miệng nữa. Đồng ý. Thôi mẹ mới về. Mới đi chơi về hả con? Có gì ăn không ạ? Mẹ không nấu phần con, nên con tự kiếm đồ ăn đi. Hả? Sao lại không nấu phần con? Con vẫn chưa hiểu ra vấn đề à? Có chuyện gì vậy ba? Con đi chơi cả ngày, cũng không thèm xin phép hay là báo cho ba mẹ biết, cho nên mẹ lo chứ sao? Trời ơi, thì ra là vậy, tưởng chuyện gì? Con đi chơi thì con vui, nhưng con đâu có biết ba mẹ ở nhà lo cho con như thế nào đâu. Con ở nhà một bữa chơi thôi, chứ có đi đâu đâu mà lo. Hồi nhỏ, ba cũng như con, cũng làm cho bà nội lo đó. Khi ba hiểu ra thì ba không tái phạm nữa. Con nên tự suy nghĩ lại đi. Dạ. Mình đâu có sai đâu ta. Không biết hồi đó ba như thế nào ha. Chắc bị bà nội không cho ăn như mình quá. Muốn biết thì xem thôi. Ê, cái người biết nói. Muốn coi ba ngươi mà. Đây là ba ngươi lúc nhỏ đây. Ồ, hay vậy. Không biết nó đi đâu từ sáng giờ không thấy. Sắp mưa lớn mà còn chưa về nữa. Ba nội kìa. Nhưng ba đi đâu ta?
trời sắp mưa rồi. Ba người á, đây nè. Trời ơi, ba lì ghê luôn. Sắp mưa rồi mà không chịu về nữa. Phải đi kiếm nó về ngay trước mưa mới được. Còn với cái, trời ơi, gió lớn như vậy mà bà phải đi tìm ba. Thiệt là hết nói với ba mà. Bà nó té rồi kìa. Giờ ba ở đâu còn không biết nữa. Ủa, mẹ đi đâu vậy? Cái thằng quỷ sứ, con đi đâu giờ này mới về? Con đi chơi với mấy đứa bạn chứ đi đâu. Hết nói nổi mà. Bà nó giận rồi kìa. Bà hư quá. Đi cho ông xin bà mà còn bỏ đi cả ngày nữa chứ. Mình là bà nội thì sẽ cho ba một trận no đòn. Đã hiểu chuyện chưa? Chuyện gì vậy? Ngươi không thấy sao? Bà ngươi đi chơi không sao, nhưng bà nội ở nhà không biết tung tích mới lo lắng nhiều như vậy. Ngươi hôm nay cũng vậy. Mẹ ngươi giận ngươi là đúng rồi. Ta hiểu rồi. Chỉ vì ta đi chơi không báo nên làm cho ba mẹ lo lắng. Ngươi đi đâu cũng được, nhưng nên nhớ hãy cho ba mẹ ngươi yên tâm rằng ngươi đang ở một nơi an toàn thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Xuống ăn cơm đi con. Mẹ, con xin lỗi mẹ. Con sẽ không làm mẹ lo nữa đâu. Mẹ đừng giận con nữa nha. Thôi được rồi, con hiểu là được rồi. Thôi, xuống ăn cơm đi. Dạ, con đi liền. Mẹ đợi con tí. Cảm ơn Gương nhiều nha. Mình sẽ ngoan ngoãn xin phép ba mẹ trước khi đi chơi. Hứa đó. Được rồi, cố lên. Lần này chắc chắn là trúng rồi. Chúc bạn may mắn lần sau. Lại không trúng nó rồi. Con vẫn quyết tâm mà. Không sao đâu con, nhiều khi may mắn nó chưa tới lần này thôi. Nhưng người may mắn sẽ trúng được chiếc xe điều khiển này mới nhất đó ba. Con thích sẽ đau lắm luôn. Thôi con đi lên phòng đây. Ai gõ cửa vậy ta? Chiếc nón may mắn có nghĩa là mình đội lên thì mình sẽ gặp may mắn hả? Cũng hợp với mình đó chứ. Nhưng sao mình chưa thấy may mắn gì hết vậy ta? Đốm ơi, xuống ăn thịt chiên nè con. Hả? Hôm nay mày làm món thịt chiên mình thích kìa. Yeah. Thịt chiên mày làm ngon quá đi. Ăn no quá. Chiếc nón này hay thiệt đó. Mình phải đi thử một vòng xem sao. Đốm ơi, may quá. Hôm trước bạn cho mình mượn cây viết lúc làm bài kiểm tra. Nay mình đem cho bạn mượn cuốn truyện mới nhất nè. Hoa, cảm ơn bạn nha. May quá, mình đi chậm tí nữa thì chỗ đó rất trúng đầu mình rồi. Cái nón này đúng là may mắn. Có nó thì lúc nào mình cũng hạnh phúc. Đốm ơi đốm, nhà mình có làm hai cái bánh tính mang cho bạn với bụng bự. Nhưng mà bụng bự bị đau bụng nên mình cho bạn hết luôn nè. Tin quá vậy, vậy mình ăn nha. Cái nón đó thiệt là tuyệt vời. Phải lấy của nó thôi. Ê, con quả kia, trả lại đây. Thôi rồi, không có cái nón thì mình toàn gặp chuyện xui không. Mình sẽ không thấy hạnh phúc nữa. Ủa, dạ con ơi, có chuyện gì vậy? Em lạc mất mẹ rồi. Em tội nghiệp quá không? Tụi anh sẽ giúp em. Nè. Nhìn gà con hạnh phúc chứ kìa. Cái bóp của tôi. Ủa, có chuyện gì vậy cô chuột? Cô đi chợ mà làm mất cái bóp rồi. Tiền ăn cả nhà cô ở đó. Tụi con sẽ giúp cô. Cái bóp của tôi. Cảm ơn hai đứa nhiều nha. Chuột con không bị đói nữa rồi. Thiệt là may quá. Nhìn cô chuột thiệt là hạnh phúc. Mình chợt nhận ra không có cái nón may mắn mà mình cũng thấy hạnh phúc nữa nè. Mình thấy thật là bình yên khi mình có thể giúp đỡ người khác bằng chính sức lực của mình. Đây mới là hạnh phúc thật sự đó đớp à. Xin chào ba ơi, con trả ba nè. Ủa, nón gì đây? Con biết cái nón đó là ba cho con, muốn con được vui vẻ hạnh phúc. Nhưng mà con nhận ra hạnh phúc không chỉ do may mắn mà có được, mà trong lòng cảm thấy thật sự bình yên khi có thể giúp đỡ người khác. Đó mới là hạnh phúc thật sự đó ba. Giỏi lắm con trai. Giờ thì cùng với ba vô ăn cơm nha. Dạ.
Đốm và Bụng Bự dựng lều nha. Còn mình sẽ vào rừng hái nấm và trái cây. Bụng Bự, sao bạn lại làm đứt dây cọc của mình vậy? Mình đâu có. Mình kìa, hai cái dây kia kìa, tự nhiên cũng đứt luôn kìa đó. Chắc chắn là có kẻ phá hoại chúng ta. Thì nhưng là ai? Không biết là ai nữa. Nhưng thôi, mình nhăn liều lại đi. À, mình biết là ai rồi. Dây đứt á, là do bị cắn nè. Kẻ phá hoại ở đây nè Bụng Bự. Nè, giỏ thì lên đây nói chuyện nè. Sao phá hoại vậy? Làm gì mà la hét ồn ào quá. Nè nè nè, sao mấy bạn phá lều của tụi mình vậy? Ai phá ai? Mấy bạn phá. Các người phá đó. Ai phá ai? Mấy bạn phá đó. Mấy bạn phá. Mấy người phá đó. Không có đâu bạn phá. Nếu để vậy thì quýnh nhau đi. Ai thắng thì người kia phải chịu mình là kẻ phá hoại được không? Hả? Mong vào vô. Đây cũng đâu có sợ à. Khoan đã, chuyện đâu còn có đó. Thưa bác, cái bạn chuột chuỗi đi nè, phá hoại lời của tôi con. Ai biểu mấy người làm cho nhà của chúng tôi đen tối làm cái gì? Hồi nào, đừng có nói vậy nha. Thôi, cho ta can đi. Bây giờ ta sẽ xử thắng cho ai mà đánh bật được con Bismarck cao su này rớt xuống đất, được chưa? Chuyện nhỏ à, để con. Hả? Vậy nghe, nếu như không phải là Bismarck, có phải người bị tổn thương và đau sẽ là tụi con và chính bạn của mình không? Tụi con đang tranh cãi xem ai là người có lỗi, ai là kẻ phá hoại người kia, có đúng vậy không? Vậy đánh nhau có phân được ai có lỗi không? Dạ không ạ. Vậy sao thay vì đánh nhau thì mỗi người nhường nhau một chút? Nhà chuột đã có trước thì mình dời liều sang chỗ khác. Còn chuột muốn bạn dời đi sao không đề nghị rõ ràng, có phải là ổn hơn không? Dạ phải, đúng vậy. Đốm, xin lỗi bạn. Chuột, mình xin lỗi bạn nha. Cho mình xin lỗi nha. Xin lỗi bạn nha. Thấy chưa, mọi chuyện đều luôn có cách giải quyết hết mà. Chỉ cần mình bình tĩnh thôi, hiểu không? Dạ. Hết giờ làm bài rồi các em. Các em nộp bài cho cô rồi ra về nhé. Thôi tiêu rồi, kiểu này là bị không điểm cho coi. Ngày gì mà xui vậy trời. Mấy hôm mình học bài chăm chỉ thì con không kiểm tra. Hôm qua không học bài thì hôm nay kiểm tra đột xuất. Hôm nay xui xẻo làm tâm trạng mình không được tốt. Phải chọc bạn bỏ vàng mới được. Gì kỳ vậy? Cái tổ ong mà cũng chống đối mình nữa hả? Thì là bực mình mà. Chợ nói luôn đó. Sao lại té tua vậy hả Đốm? Ông tin không thấy sao còn hỏi. Con thiệt là xui quá mà. Ta thấy là do con thôi, sao lại đổ thừa cho xui được? Rõ ràng là xui mà. Ông tin có cách nào làm cho con hết xui không? Đương nhiên là có chứ. Đây là chiếc túi đựng sự xui xẻo. Con hãy thổi vào đây rồi cột chặt lại. Vậy là sự xui xẻo của con sẽ nằm hết ở đây đó. Ồ, hay vậy, con cảm ơn ông tiên nhiều. Nhớ, phải giữ cho thật kỹ đó nha. Dạ, con biết rồi. Lại ăn chuối nè con. À, hôm nay có chuối hả mẹ? Để con ra mở cho. Tụi mình qua học bài chung với bạn nè. À, hay quá, giờ học gì chơi, các bạn vô đi. À. Trời ơi, là cuốn tập bạn mượn mình. Bắt tên bạn đó. Đau quá đi. Trời ơi, con bị điểm thấp mà giấu mẹ hả? Con mẹ
mẹ bạn té sưng chân luôn rồi nè. Bạn thiệt là tệ đó Đốm. Trời ơi, mình đã cất sự xui xẻ vô cái túi rồi mà. Sao vẫn xui vậy ông Tiên ơi? Giờ thì đã hiểu chưa Đốm? Do dù kiểu gì cũng không biết xui được hả ông Tiên? Trời ạ, con vẫn không hiểu sao tất cả sự xui xẻo này là do con tự tạo ra đó thôi. Nếu con chịu chăm chỉ thì cô kiểm tra đột xuất con cũng làm bài được. Nếu con không có ý chọc bạn bò thì cái tổ ong đó đâu có rớt xuống. Rồi còn vỏ chuối con dứt lung tung nữa. Nếu con không làm sai thì con đâu gặp những chuyện này, đúng không hả? Hả? Thì ra tất cả là do con sao? Cuộc sống có lúc may mắn, có lúc gặp xui xẻo. Miễn sao con làm việc đúng, không hổ thẹn với bản thân mình, cố gắng vượt qua những lúc khó khăn, vậy thì may mắn mới đến nhiều hơn sự xui xẻo được. Con hiểu chưa? Con hiểu rồi. Con có lỗi với mẹ lắm. Mình xin lỗi bụng bự với cú tập nha. Con biết sai là tốt rồi. Mấy đứa phụ mẹ dọn dẹp rồi hãy đi chơi nghe. Dạ. Dạ, mời chị vào nhà chơi. Tôi có đem qua cho chị mấy cái khuôn làm rau câu, quả tiết đẹp lắm nha. Thích quá, em vừa có ý định sẽ làm món đó đãi cả nhà đó. À, chị đợi em một chút nha, em có món này hay lắm nè. Gì mà bí mật dữ vậy mẹ Đốm? Bánh flan phô mai que ở trong tủ lạnh đâu hết rồi? Con hết rồi. Sao con ăn mà không xin phép mẹ? Sao phải xin phép? Con phải mẹ làm tất cả cho con sao? Dù là mẹ có thể cho con ăn hết, nhưng con cũng phải xin phép mẹ, biết chưa? À, vậy có gì khác biệt đâu. Trước sau gì con cũng ăn thôi. Mẹ rất buồn về điều này. Bây giờ mẹ không còn bánh để đãi mẹ bụng bự nữa. Không được lắc. Vui lòng đọc mã số khách hàng. Hả? Mã số gì? Rắc rối quá à. Em có nhận đồ chuyển phát nhanh của anh không vậy? Ờ, dạ không. Đồ gì anh? Mà họ gửi lâu chưa? Tin nhắn báo cho anh là đã chuyển hàng thành công rồi mà. Sao kỳ vậy ta? Nếu em không nhận thì là... Chắc là Đốm ký nhận đó. Mình không tin là mình không bỏ được cái hộp này. Đốm, tại sao con dám? Tại vì con không biết là... Lại là không xin phép nữa phải không Đốm? Đây là vật phẩm riêng tư của ba, gửi cho ba một màu âm thanh để làm nghiên cứu. Sao con dám tự nhiên sử dụng đồ của người khác vậy? Con tuy chúng ta cùng chung một nhà, nhưng cũng phải có quy tắc của nó con à. Ba mẹ không tiếc gì với con hết, nhưng con muốn làm gì ngoài đồ vật của riêng con thì con cũng phải xin phép người khác. Đó là phép lịch sự, nghe chưa? Dạ con biết rồi, con không dám tái phạm nữa đâu. Vậy thì tốt, nhớ đó nghe chưa? Thưa ba mẹ, con đi học. Con học hết bữa nay á là được nghỉ hè rồi. Từ mai là con sẽ đi chơi thoải mái với Đốm luôn. Yeah. Hả? Ba nó nói sao? Ba nó chuyển công tác nên nhà mình cũng phải chuyển đi sao? Bụng bự chắc sẽ buồn lắm đó. Nhưng không sao đâu, chỉ có... Không, con không chịu chuyển nhà đâu. Ba mẹ không thương con gì hết. Ơ, à, bụng bự. Đó, chuyện là vậy đó. Không, bụng bự không được chuyển đi. Bụng bự mà chuyển đi thì hè này tụi mình còn có hai đứa à, biết chơi gì giờ? Mình cũng không muốn chuyển đi đâu. Mọi người có cách nào giúp mình ở lại đây không? Được, vậy chúng ta hãy bắt đầu kế hoạch giúp bụng bự không phải chuyển đi. À Minh kìa, kế hoạch của bạn là gì vậy Đốm? Vì lý do bụng bự phải chuyển đi
là do ba Bụng Bự phải đi công tác xa đúng không? Đúng. Vậy thì chúng ta chỉ cần làm cho ba Bụng Bự mất việc là xong, không còn công tác xa, không còn chuyển nhà. Mình thấy kế hoạch này có gì đó sai sai á. Chắc là mình không nên làm vậy đâu. Không còn thời gian đâu, ăn kẹo biến hình giờ đi. Chúng ta cần phải hành động ngay. Đúng, bước một thành công. Tiếp theo, chúng ta sẽ đánh cắp cho bằng được tài liệu của ba Bụng Bự. Con kỳ lạ này, họ cảnh đường đi, ta sắp trễ giờ làm rồi. Thời cơ tới rồi. À, con chim này dám ăn cắp tài liệu của ta hả? Chụp đi. Trời ơi, tài liệu của tôi, công việc của tôi. Kế hoạch thành công rồi. Tôi chết rồi, hết thời gian biến hình rồi. À, thì ra là mấy đứa. Dạ, tại con. Nhưng mà tại ba mẹ chuyển đi nơi khác nên con mới làm vậy thôi. Bác cho Bụng Bự ở lại đây chơi với tụi con đi, đừng chuyển đi nữa. Trời ơi, ba được công ty chuyển đi công tác ở gần nhà mình thôi. Đi chỉ mất 1 giờ đồng hồ, mà cũng chỉ mất 1 tuần để hoàn thành công việc rồi về lại căn nhà cũ. Chuyến đi này chẳng khác gì một chuyến du lịch ngắn ngày hết. Vậy hả ba? Vậy mà con cứ tưởng. Con chưa nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, đã bày trò phá phách. Tối nay về, ba mét mẹ, đánh đòn cho biết. Ba, con xin lỗi. Lần sau con hứa sẽ không hấp tấp mà gây họa nữa. Ui da, sao cái chân bữa nay nó nhức quá vậy ta? Con về rồi. Ủa, sao mẹ nằm ở đây? Mẹ nằm nghỉ một chút, con ăn cơm trước đi nghe. Dạ. Mình ngủ quên lối giờ rồi, bây giờ đói quá, còn phải làm đồ ăn cho ba đốm với lại đốm nữa. Ôi da, đau quá. Con với cá thiệt là hư quá đi. Mẹ ơi, con đi chơi nha. Không được. Nhưng con lỡ hẹn các bạn rồi. Hôm nay con sẽ không được đi đâu hết, con bị phạt. Nhưng là sao? Con có làm gì đâu. Con tự tìm hiểu đi. Gì mà con bị phạt? Con tự tìm hiểu đi. Mình có làm gì đâu, đừng mặt ngầu với mình à. Mình thì sao vậy nè? Vậy chuẩn bị đi học đi con. Ồ, hay là mình đang đổi vai với mẹ. Để coi. Hả? Mẹ đi học giống mình nè. Ba đi làm nè. Ôi da, đau quá. Ai đã giết lung tung vậy trời? Là của mình. Chắc mẹ cũng bị té như vậy nè. Đau quá đi. Không thể nói được lúc này vậy. Làm sao để nói đây? Tức quá mà. Làm mẹ mày như vậy thì sao mà chịu được. Ôi cha cha. Ủa, nói được rồi nè. Mình nói được rồi. Chân cũng không đau nữa rồi. Cơ thể điều khiển được rồi. Mình chết sai mẹ rồi. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ. Hiểu rồi hả? Dạ. Vì con mà mẹ khổ hơn, cực hơn. Con xin lỗi mẹ. Con hứa sẽ không như vậy nữa đâu. Ừ, vậy mới ngoan chứ. Mẹ không có giận con đâu, nhưng mà con phải hiểu và giúp mẹ nha. Dạ. Vậy tối nay con nấu ăn ha. Hả? Sao con nấu được? Mẹ giỡn thôi, phụ mẹ nha. Chứ chừng you
mấy bạn. Chào đốm. Tí mình có nhiều thứ cho các bạn chơi lắm ta, hứa luôn. Đi cắm trại duy nhất là được ăn đồ ăn quá trời luôn. Mình chỉ thích vậy thôi à. Quán tù si. Bỏ ra. Còn không được ăn đồ lạ, phải xin phép trước khi ăn. Nhưng con biết xin phép ai bây giờ? Con đói bụng lắm. Ai cho phép ngươi vào nhà ta và ăn đồ ăn của ta? Con xin lỗi, lần sau con sẽ không như vậy nữa. Mẹ đã về rồi đây. Hai cha con xem mẹ đã mua được những gì nè. Em lại mua cái gì mà nhiều vậy? Hôm nay cửa hàng giảm giá tới 50% lận, nên em tranh thủ mua đồ cho cả nhà mình luôn đó. Con thử luôn xem có vừa không. Con cảm ơn mẹ. Anh cảm ơn em. Nóng chật quá mẹ ơi. Con gọi vào một lát nó giãn ra là vừa chứ gì. Trời ơi, dép gì mà to đùng như cái xuồng ba lá vậy? Trời ơi, có gì đâu, rộng rãi một chút cho thoải mái, xài hoài sẽ quen thôi mà. Đây là mốt mới hả em? Sao giống bóp xì tin mà tay to hay đeo quá. Thôi đi, chẳng có thị hiếu thẩm mỹ gì cả. Sao giống bóp xì tin mà tay to hay đeo quá. Hả?
Đúng, không được làm như vậy, mất vệ sinh lắm. Nhưng ngứa quá mẹ ơi. Chắc là tại nón mới mua chưa giặt lần nào đó con. Đồ người ta bán ở ngoài đó không biết bao lâu rồi, bụi bẩn rồi nấm mốc. Bà con nói đúng đó, là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi, lần sau mẹ sẽ rút kinh nghiệm. Ăn thôi nào, đồ ăn nguội hết rồi kìa. Không hiểu sao, cứ hễ thấy đồ rẻ là em lại thấy ham. Con làm mẹ buồn quá nên mẹ mới phạt con. Mẹ không yêu lắm thật rồi. Ba mẹ cũng yêu đớm lắm. Thích nhất là có thể chụp hình bằng điện thoại với chất lượng cao. Nào, 1, 2, 3. Trời, ba không biết chụp hình gì hết. Cái này đẹp nè, mình phải post lên Facebook khoe liền mới được. Con cũng muốn chụp hình nữa. Thôi, ba con mình nhường mẹ đi, mình là đàn ông mà con. Ủa, sao mình không chụp một tấm lúc mà đang cưỡi ngựa ta? Ngầu lắm luôn đó. Lần này nhất định phải được. Với các bạn thôi à. Biết nhận lỗi là tốt. Ba sẽ đem sữa và sau đó đến lượt ba tự sướng. Đớm, sao áo của con dơ quá vậy hả? Lại dọc đất nữa phải không? Mẹ cấm con được chơi dơ nữa nghe chưa? Dạ con biết rồi. Đớm, lên phòng học bài cho ba. Không thuộc thì ba bắt trái phạt nghe chưa? Dạ con biết rồi. Làm anh khó đấy. Phải đâu chuyện đùa. Với em gái bé. Tại sao phải cứ học? Mình là con trai, không lẽ phải chơi búp bê mà không được kịch lóc? Con lại không chịu học bài, chế phạt 5 lần bài này cho ba. Chán quá, kiếm trò nào vui vui chơi đi mấy bạn. Trò nào mới đây? Mình biết rồi, chơi trò con ngoan đi. Chơi như thế nào? Chia vai đóng ba mẹ, người đóng vai con phải làm sao để ba mẹ khen ngoan. Vậy bây giờ làm sao? Bây giờ mình sẽ làm ba. Ngày mai đến tay to, ngày kia sẽ là bụng bự. Ba ơi, con làm bài xong rồi nè. Hôm nay con ở nhà rất ngoan, ăn cơm đúng giờ, tắm rửa sạch sẽ.
con hư quá. Tại sao học phải để tập võ ngay ngắn như vậy? Bà chưa gì đã thuộc rồi. Ăn cơm phải ăn trễ, tắm rửa nhanh thôi, không cần phải sạch, như vậy mới ngoan. Đớm nè, tại sao như vậy mới là ngoan? Thưa ba, hôm nay con ăn rất nhiều phô mai mà ba không cho. Con chưa đánh răng, quần áo con rất là dơ ạ. Con thật ngoan, như vậy mới là con của ba. Quánh từ xì ra cái gì là cái này. Hôm nay các con có gì ngoan nào? Thưa mẹ, hôm nay con quên làm bài tập, ăn cơm bằng dĩa, uống nước lọc với vòi nữa. À, con còn quên mang sách lên trường nữa mẹ. Tại sao con lại nói cái này là sách, cái này là cái dĩa? Đây nè, cái này là cái quần, còn đây là cái xe. Mẹ ơi, hôm nay con làm bẩn cái váy rồi, còn phải bậy lên cái nồi cơm nữa mẹ. Tại sao người lớn cứ bắt chúng ta phải làm theo những gì người lớn muốn vậy? Mình chỉ muốn ăn thật nhiều thôi. Còn mình hả? Thì muốn chơi thật nhiều, không muốn học bài. Tại sao cứ phải học nhiều như vậy chứ? Mẹ xin lỗi con vì đôi lúc ba mẹ khó chịu với con. Mai mốt không được như vậy nữa nghe chưa? Từ nay ba mẹ hứa là sẽ lắng nghe con nhiều hơn. Còn sớm, chắc giờ này ta to với bụng bự chưa tới đâu. Sao giờ này đốm chưa tới nữa? Hẹn 8 giờ mà. Có khi nào đốm quên không ta? Không đâu, tới hôm qua đốm còn gọi nhắc mình nữa mà. Thôi, mình ráng chờ đốm một chút nữa đi. Đúng kỳ ghê, hẹn 8 giờ mà bây giờ gần 10 giờ rồi mà còn chưa tới nữa. Sắp tới giờ mình phải làm bài tập rồi, hay là mình về đi bụng bự? Ừ, thôi về đi. Hả? Chết rồi, 10 giờ rồi, ta tới với bụng bự. Hôm nay đốm của mẹ có chuyện gì mà nhìn buồn vậy? Hai bạn ta to với bụng bự không thèm chơi với con nữa. Sao tự nhiên hai bạn lại không chơi với con? Dạ, lỗi là tại con. Sáng nay con hẹn hai bạn chơi đá banh, nhưng là ngủ quên. Con biết lỗi là tốt rồi. Thôi, để mẹ giúp con gọi cho hai bạn nha. Hai bạn tới rồi hả? Cho mình xin lỗi vì chuyện sáng nay nha. Để mình với bụng bự chờ lâu ơi là lâu luôn. Mình xin lỗi mà. À, hai bạn vô ăn bánh kem đi, mẹ mình mới làm, ngon lắm á. Thôi đó biết lỗi rồi mà, mình ăn bánh kem đi. Bụng bự đúng là tham ăn. Ừ.
ngon quá. Ngon là ngon. Đớm mà, coi đi đánh răng rồi đi ngủ con. Dạ, một lát nữa con đánh. Ông yến tiệc của ta đã tới rồi, tấn công đi nào. Tấn công nào. No rồi, hôm nay nhiêu đây đủ rồi. Ngày mai chúng ta sẽ đục sâu hơn nữa. Răng trẻ con đúng là ngon mà. Thật là ngon. Thật là đã, đại dương ơi. Coi rửa mặt rồi ăn cơm nè đốm. Con không ăn đâu. Con đau răng lắm mẹ ơi. Sao lại đau răng? Lại đây bà coi coi. Con đã bị sâu răng rồi. Hả? Sâu răng? Sao lại sâu răng với bà? Cái tội không chịu súc miệng sau khi ăn và trước khi đi ngủ chứ sao. Sâu răng có sao không bà? Lần này thì chắc chắn phải nhổ đi. Đợi bà đi lấy dụng cụ đã. Phải nhổ mẹ. Con sợ đau lắm mẹ ơi. Cái này làm gì vậy ba? Thì để nhổ răng. Không, con không muốn nhổ đâu. Con sẽ đánh răng thường xuyên. Ba đừng nhổ răng của con nha ba. Con biết sai rồi. Con không dám ăn bánh ngọt, uống nước ngọt, ăn kẹo mà không đánh răng trước khi ngủ đâu. Không được đâu con. Con chỉ đánh răng có một ngày, mai mốt lại không đánh răng nữa. Sau lại ăn tiếp thì phải nhổ thôi. Đúng rồi đó, phải nhổ thôi. Không, con hứa ngày nào con cũng sẽ đánh răng. Đánh răng khi ngủ dậy, đánh răng sau khi ăn và trước khi ngủ. Là con hứa đó nha. Nếu như con không làm đúng thì ba sẽ dùng cây kềm này nhổ hết hàm răng của con luôn đó. Con hứa với ba mẹ mà. Nóng chảy cả mỡ luôn. Làm như vậy tốn sức mà còn nóng hơn nữa. Trời nóng quá nên não bị mì nhũn rồi hả Bụng Bự? Chắc là nóng quá nên não bị tan luôn rồi. Phải chi được ở chỗ nào lạnh lạnh. Cái tủ lạnh là của mình. Bạn đừng có mơ. Tủ lạnh nhà mình là của mình. Bạn đừng có mơ. Má quá. Chui ra đi. Tủ lạnh là của mình mà. Tủ lạnh hư luôn rồi. Tại bạn hết đó đốm. Tủ lạnh hư rồi. Giờ này nóng cả lũ luôn. Tại bạn. Thật ra thì còn cái quạt lạnh nữa. Tránh ra. Bạn phải tránh ra thì con. Cái quạt lạnh này lâu rồi chưa xài nên. Cái này là của mình. Thôi chết rồi. Bị chập điện luôn rồi. Mùa hè đã nóng rồi còn lại mất điện nữa. Kiểu này thằng này quay thiệt luôn. Thấy chưa, tại mấy bạn mà cúp điện luôn rồi nè. Kiểu gì cũng bị ăn đòn chứ coi. Tại đốm với bộ. Đốm không dành thì đâu có hư đâu. Cái gì? Bạn làm như bạn không có dành á. Mà thôi, giờ phải lo sửa điện trước khi mẹ mình biết đi. Điện giật hay sao mà mong mình đau quá đó mời. Mình cũng
vậy? Đau như mẹ mình đánh vậy á. Mẹ không đánh thì còn ai? Hai đứa con thật là quá mà. Phá hư tủ lạnh, hư luôn quạt lạnh, bây giờ còn lôi cả điện ra sửa nữa. Dạ, tại con làm chập điện, sao mẹ la? Con có biết là điện rất nguy hiểm hay không? Giật sẽ chết người đó. Hai đứa sẽ thành heo quay cho bà coi. Ý ơi, con chắc bị chảy mỡ xèo xèo. Nên nhớ không được động vào điện nghe chưa? Nếu cần gì thì phải báo người lớn, nếu không thì điện giật tụi con chết nhanh răng đó. Lần này một roi cảnh cáo thôi đó. Dạ, dạ con biết lỗi rồi. Kẹo đây, kẹo đây, kẹo năng lượng đây. Ăn vào sẽ trở thành siêu nhân, sức mạnh phi thường. Ơ, kẹo năng lượng kìa. Ôi, kẹo năng lượng, mình muốn có sức mạnh siêu phàm. Mình cũng muốn biến thành siêu nhân xinh đẹp. Cho con, cho con, cho con ăn thử. Cho con một cây. Cây này mạnh nhất, nhất đi chú. Trước đi. Con cần đi. Thật là đã. Để mình thử. Quá ghê luôn bụng bự ơi. Đến lượt mình thử đi. Lợi hại quá. Chúng ta đã trở thành siêu nhân rồi. Con đi học về trễ vậy đúng. Đứng lại đó. Tại sao mẹ hỏi mà không trả lời? Đi học về cũng chẳng biết thư gửi một tiếng là sao? Hả? Con sao vậy đớm? Ta đã là siêu nhân, ngươi không được cản ta đâu. Anh ơi, thằng đớm nó sao rồi nè? Hả? Chuyện gì vậy? Em đâu rồi? Em ở trên đây nè. Xuống đi, anh đỡ. Rõ ràng là em không hề nhẹ một chút nào hết. Anh, làm sao để cứu thằng đớm bây giờ? Để anh coi. Thôi chết rồi, nó ăn nhầm kẹo độc, toàn hóa chất độc hại, phẩm màu và chất gây ảo giác không à. Vậy sao bây giờ anh? Phải bắt đớm lại và lọc độc cho nó. Quá trình lọc độc bắt đầu. Ghê thiệt. Đúng là ba cái kẹo đỏ xanh vàng tím ngoài cổng trường đáng sợ thiệt. Con sao vậy mẹ? Con không nhớ gì hết. Tụi con đã ăn trúng kẹo độc của lão chuột thúi bán ở cổng trường. Trong đó toàn quá chất độc hại không à. Ghê quá. Con sao không dám ăn kẹo bán ngoài là đường nữa đâu. Cứu với. Cứu tôi với anh chị ơi. Chuyện gì vậy chị? Thằng bụng bự nhà tôi không biết bị cái gì mà nó thấy cái gì cũng ăn. Nó đã ăn sập cả cái nhà tôi luôn rồi. Thôi chết rồi. Vậy là tai to. Bụng bự cũng bị rồi. Hả? Các bạn biết không, mình rất thích trở thành một cô giáo. Vừa thông minh, vừa xinh đẹp, các em sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời mình. Vậy bạn có đánh các em khi không nghe lời bạn không? Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà các em đi học thì phải làm bài tập đầy đủ. Không hả, thì mình sẽ tiếc và mong đó. Vậy chắc các học sinh của bạn sẽ sợ bạn lắm chứ mà xem. Sao lại sợ mình? Vì bạn hung dữ quá mà. Các bạn đúng là quá đáng mà. Vậy còn hai bạn muốn làm gì? Bụng bự mình đây sẽ trở thành đầu bếp của nhà hàng 15 sao hạng nhất hành tinh này. Ủa, mình mới nghe là nhà hàng 5 sao thôi mà bụng bự. Sao nhà hàng của bạn tới 15 sao lận? Bây giờ chỉ 5 sao, nhưng đến khi mình lớn thì mọi thứ sẽ lớn theo. 5 sao chỉ trở thành 15 sao thôi. Còn mình muốn trở thành một nghệ sĩ chơi đàn thật hay. Mỗi lần mình gãy thì mọi người phải chăm cho, thán phục. Đếm hay quá, đếm là thiên tài âm nhạc. Ôi, mình thần tượng đếm quá à. Đếm đáng yêu quá. Đếm, đếm, bạn đang mơ hả? Đâu có mơ gì đâu. Nhưng bạn đâu có biết chơi violon đâu. Tưởng chuyện gì, chứ việc học đàn thì vô cùng đơn giản với mình. Mình sẽ xin mẹ mình mua đàn cho mình học.
và mình sẽ đàn cho mọi người nghe. Ây da, đau quá đi. Sao mà cây đàn khó đánh quá vậy? Mình chẳng thấy mọc nó nữa đâu. Đúng rồi, bạn học đàn tới đâu rồi? Bạn đàn cho chúng mình nghe một đoạn được không? Hư bao nhiêu cây đàn rồi, chắc là đàn hay lắm á Tài To. Mình đã đàn giỏi hơn trước rất nhiều rồi, các bạn muốn nghe không? Tất nhiên là muốn. Không muốn mình đến đây làm gì? Vậy thì mình sẽ cho hai bạn thưởng thức. Ba mình nói tiếng đàn của mình có 102 luôn đó. Vậy bạn cho tụi mình nghe thử đi, mình tò mò quá. Đúng, còn lại đàn nữa hả? Sao bạn đàn ghê quá vậy? Mình không kịp chạy thoát thân luôn nè. Mình đàn như vậy đó, mình đàn hoài mà sao nó không hay vậy? Mình vô dụng như vậy sao? Thôi bạn nín đi. Mình muốn làm thiên tài đàn thôi mà. Sao mình tập qua mà không được vậy? Con trai à, đàn không phải là con muốn giỏi muốn hay là được. Dù con có tập luyện cỡ nào mà không có năng khiếu thì con cũng không học giỏi được. Nhưng không giỏi đàn không có nghĩa là con là đứa vô dụng. Đúng rồi đó, đốm của mình rất thông minh mà. Hồi xưa giờ chuyện gì đốm cũng giỏi hơn mình mà. Thiệt hả mẹ? Hát thấy to, bụng bự. Đúng rồi, nhưng mà về cái vụ đàn á thì bỏ đi nha. Sao tự nhiên gấu vậy ta? Nổi hết gà rồi. Làm như có ai đang nhìn mình thì phải. Hả? Ai trên nóc tủ đó vậy? Ba mẹ ơi, có con ma. Cái gì vậy hả đúng? Có con ma mắt đỏ trong phòng của con. Nó ghê lắm. Hôm nay nó xài xuống chỗ con nữa. Buổi sáng coi phim kinh dị cho dữ vô, rồi buổi tối tưởng tượng tùm lum hả đốm. Thôi lo ngủ đi. Vậy thì mình sẽ tự xử lý con ma nó luôn. Con ma mắt đỏ kìa, tao không có sợ ngươi đâu. Nói vậy thôi chứ đừng có cắn nha. Tôi là dơi, không phải là ma. Con dơi hút máu. Có chuyện gì vậy hả đốm? Cho mày chết. Đợi nước máu ta hả? Trời ơi, sao con đè bạn dơi vậy? Con dơi này đánh hút máu con hả bà? Thôi là con chụp kịp cái chổi. Đớm hiểu lầm rồi. Trên thế giới có tới 1.300 loài dơi khác nhau, nhưng chỉ có khoảng 3 loài là loài dơi hút máu. Mà 3 loài đó chỉ sống ở Nam Mỹ và Trung Mỹ, chứ làm gì có ở nước mình. Hình dạng dơi tuy đáng sợ nhưng rất cần thiết cho hệ sinh thái, vì chúng giúp thụ phấn cho hoa. Nhiều loài cây còn phụ thuộc vào sự phân tán hạt hoàn toàn vào loài dơi. Hơn nữa, 70% loài dơi ăn sâu bọ, như bạn dơi vừa cứu con khỏi hai con muỗi đó. Xin lỗi bạn dơi nha, mình thật sự không biết. Nhanh, kẻo trời mưa. Hên quá, chút xíu nữa là dính mưa to rồi. Nhờ bụng của mình gheo lên mỗi khi trời mưa đó, nên cả đám mới biết trước, chạy về nhà kịp.
Bụng của bạn lúc nào chả đói hả bụng bự? Đơm, có gì ăn không? Đói bụng quá à. Nhà mình chỉ còn có hai cái bánh donut này thôi. Mình thích nhất là bánh donut đó. Nhưng mà có tới ba người lận mà chỉ còn có hai cái bánh, làm sao chia đây? Hả? Vậy mà mình tưởng hai cái đó là của mình hết chứ. Ở đâu ra? Thôi mà, mình đang đói bụng, phải ít nhất là hai cái mới no. Hả? Chỉ có hai cái bánh thôi à? Ở ngoài trời thì lại mưa nên không có mua thêm được đâu. Nên ba đứa mình phải chia hai cái bánh này thôi. Thôi được rồi, thay vì ăn hết hai cái, mình sẽ ăn một cái thôi. Còn hai bạn chia đôi cái còn lại, vậy là chuẩn nhất rồi. Thôi đi, bụng đã bự rồi mà còn đòi ăn nhiều nữa. Chứ bạn tính chia hai cái bánh cho ba người thế nào? Nè nha, ở đây á chỉ có mỗi mình là nữ nên hai bạn phải nhường nhịn cho bạn nữ, đúng không nè? Nên mình sẽ ăn một cái, còn lại á thì hai bạn chia đôi ra, vậy mới là ga lăng chứ. Còn khoe. Thôi, không bày tới bàn lui nữa. Bánh này là ở nhà mình nên mình sẽ ăn trọn cái bánh luôn, không bàn nữa. Ê, tính kiểu gì kỳ vậy? Bạn qua nhà mình lúc nào mình cũng chia đều đồ ăn mà. Mấy ông con trai mà không nhường nhịn cho con gái gì hết. Mấy bạn phải nhường mình. Bụng mình bự nhất, mình được ăn nhiều nhất. Lạnh quá, đói quá. Thôi, đừng cãi nữa, mình có cách rồi. Thay vì dành nhau ăn nhiều hơn, tại sao chúng ta không chia sẻ những gì chúng ta có, để những người bạn không có bánh ăn cũng có thể tận hưởng niềm vui? Đó chẳng phải là niềm vui trọn vẹn sao? Đúng đúng. Đúng là bụng bự. Hôm nay táo ngọt ghê đó. Táo là của bác bò vàng mang qua cho đó bạn. À mà lúc chiều con đã cảm ơn bác bò vàng chưa vậy đốm? Đốm của ba như vậy là chưa ngoan rồi. Đáng lẽ ra con phải cảm ơn bác bò vàng một cách thật chân thành và lễ phép chứ. Chân thành là sao hả bạn? Mai ba sẽ đưa con đến hành tinh cảm ơn. Con sẽ hiểu thế nào là cảm ơn một cách chân thành. Ba, ở hành tinh này có gì thú vị không ba? Có chứ con, mỗi hành tinh đều có điều thú vị riêng. Vậy đó là gì hả ba? Bình tĩnh con trai, con sẽ hiểu ngay thôi. Quý khách vui lòng nộp lệ phí qua trạm. Xin vui lòng cho tôi qua, cảm ơn rất nhiều ạ. Vậy con đã hiểu chưa con trai? Vậy là ở đây mình chỉ cần nói cảm ơn thôi là muốn được nấy phải không ba? Đúng vậy con trai, nhưng phải là một lời cảm ơn chân thành. Ba ơi, sao con bắt nó hoài mà không được vậy ba? Nó có gắn bị gì hả? Không con trai, đây là hành tinh cảm ơn nên con muốn có một món đồ gì đó thì con phải nói cảm ơn một cách thật chân thành. Cái vụ này nữa hả trời? Ngộ rồi nha. Đốm xin cảm ơn. Thì ra là vậy. Nhưng mà con phải nhớ nha, đó phải là một lời cảm ơn thật chân thành. Thôi, ba có việc bận, con cứ khám phá mọi thứ ở đây đi. Lát nữa ba sẽ trở lại chở con về trái đất. Dạ. Tai to và bụng bự đúng là tội nghiệp mà. Không như mình được đến hành tinh có chơi đồ chơi đẹp như vậy. Nếu như mình kể cho các bạn ấy nghe, các bạn ấy sẽ ngưỡng mộ mình lắm như mà coi. Ta muốn súng, siêu nhân, đồ chơi ghép hình. Cảm ơn nha, cảm ơn nhiều. Cái hành tinh gì mà ngộ quá trời. Chỉ thích cảm ơn thôi. Chỉ cần nó cảm ơn là được. Quá đơn giản. Mình cảm ơn thật lòng hay không thật lòng, có ai biết đâu. Bây giờ mình sẽ tự thưởng cho mình một cái hamburger đặc biệt. Cảm ơn.
Sao, hôm nay có vui không con trai? Con vui lắm ba. Quý khách vui lòng kiểm tra lại hàng hóa. Nếu hàng hóa chưa trả phí, chúng tôi sẽ tịch thu lại. Ba ơi, con đã nói cảm ơn rồi mà. À, là vì con chưa cảm ơn thật chân thành đó. Khi con nói cảm ơn một ai đó thì con phải thật sự cảm thấy biết ơn điều ấy. Thì đó mới đúng là một lời cảm ơn chân thành con trai à. Nếu không thật lòng thì đồ chơi của con sẽ bị tịch thu lại hoặc tính phí rất cao thôi. Ngay cả cái hamburger cũng biến mất nữa. Để con dọn phụ chén dĩa cho mẹ nha mẹ. Ừ, đốm cứ để chén dĩa ở đó, mẹ rửa cho. Con cứ lên học bài đi. Mẹ cực quá chừng. Hay để con phụ mẹ cho. Không cần đâu. Chăm sóc mọi người là niềm vui của mẹ. Đốm cứ lên học bài rồi đi ngủ sớm là được. Dạ, vậy con xin phép lên học bài. Ồ, sắp tới sinh nhật mẹ rồi. Phải làm món quà gì tặng mẹ mới được. Chắc chắn mẹ sẽ thích con robot cho tự tay mình lắp ráp này. Mẹ, mẹ, con tặng mẹ món quà sinh nhật này. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Mẹ cảm ơn đốm nha. Mẹ thích con robot này lắm. Cái này do con tự lắp ráp phải không? Dạ. Chắc chắn sẽ làm mẹ bất ngờ cho coi. Đúng rồi đó, robot đẹp như vậy ai mà không thích chứ. Cuối cùng đã tới ngày sinh nhật của mẹ. Giờ chỉ việc gói robot và tặng mẹ thôi. Ê đốm, bạn đang gói robot tặng ai vậy? Tặng mẹ, vì hôm nay là sinh nhật của mẹ mình mà. Hả? Bạn tặng con robot nhân ngày sinh nhật hả? Có vẻ không ổn lắm. Chỉ có con nít như tụi mình mới thích chơi robot thôi, chứ người lớn đâu có thích chơi robot đâu. À hả? Mình quên mất. Bây giờ phải làm sao đây? Đừng lo, hay bây giờ ba đứa mình về nhà làm bánh kem tặng mẹ đi. Đúng đó, bây giờ làm nhanh vẫn còn kịp. Có cái gì không ổn lắm. Thôi kệ đi, chắc không sao đâu. Sao căn nhà tối thui vậy mấy đứa? Trời ơi, mấy đứa làm gì vậy? Dạ, con chúc mừng sinh nhật mẹ. Cảm ơn đốm. Mẹ xúc động lắm. Nhưng sao các con dính bánh kem tùm lum vậy? Dạ, mới đầu con ráp robot tặng mẹ. Nhưng mà tụi con nghĩ là mẹ không thích robot nên tụi con mới tức tốc làm bánh kem đó mẹ. Mẹ cảm ơn đốm rất nhiều. Món quà lớn nhất mẹ nhận được hôm nay chính là tình yêu thương của con dành cho mẹ, chứ không phải bất kỳ món quà nào hết. Nào, bây giờ mẹ đốm cắt bánh kem cho tất cả các bạn cùng ăn nha. Yeah! Vui quá. Cuối cùng cũng chờ được tới ngày ra bộ đồ chơi siêu nhân mới. Tối nay mình sắp tới khuya luôn. Lắp ráp xong mới ngủ. Mà đi nhanh lên đi, hôm nay chắc nhiều người tới mua lắm đó. Trời ơi, người đâu mà đông như kiến vậy. Nhanh lên đi, không thôi là bị mua hết đó. Chú ơi, bán cho cháu một bộ đồ chơi. Tụi cháu phải xếp hàng như mọi người thôi. Anh ơi, em đưa tiền cho anh mua giùm em ba bộ đồ. Không có được đâu chú em ơi, mỗi người chỉ mua được một bộ thôi à. Thôi, đứng chờ xíu có gì đâu, đứng xếp cuối hàng đi nè. Trời ơi, lâu quá à. Lâu quá à. Lâu quá. Chờ muốn mọc râu luôn à. Hàng bên kia ngắn hơn kìa. Chạy bên kia đi bụng bự. Tay to, hàng bên đây ngắn hơn nè. Thôi,
ngắn hơn chưa chắc đã nhanh hơn đâu. Mình chờ bên đây cũng được. Có khi một lát cây to không mua được luôn á. Lâu quá, không mua nữa. Ê, hàng bên kia ngắn hơn kìa. Bụng bự, hình như là hàng này được mua nhanh hơn đó. À, mất chỗ luôn rồi. Hết hàng rồi nha mọi người. Gặp mọi người lần sau. Biết vậy là tụi mình kiên trì chờ đợi là được rồi. Hy vọng các cháu đã rút cho mình được bài học về sự kiên nhẫn khi xếp hàng. Xếp hàng sao không phải là mình thua thiệt người khác, mà nó thể hiện sự văn minh, lịch sự của mình nữa. Nói nhỏ nè, mai chú nhập hàng mới rồi, các cháu nhớ ghé sớm nha. Cảm ơn chú. Xả ít xà bông và nước thôi nha con. Dạ. Đẹp quá. Hết trơn rồi. Thì ra thế giới này có nhiều bọt bong bóng như vậy. Trẻ con lại lãng phí quá. Ba mẹ ơi, có chuyện gì vậy Đốm? Xà bông của nhà mình bị cuốn mất hết rồi. Sao lại như vậy? Ôi, trả lại xà bông cho tôi. Chuyện gì thế kia? Tự dưng xà phòng nhà chúng tôi bị cuốn đi hết rồi anh Đốm ơi. Nhà của mình cũng vậy. Nó đều bay về một hướng, chứng tỏ người muốn lấy nó ở hướng kia. Mọi người ở nhà, để tôi đi xem thế nào. Con đi nữa. Nó bị hút về đây. Vậy kẻ cắp, ở trong này nè ba. Chỉ được cái hấp tấp. Đốm xem nè. Vậy giờ mình làm gì hả ba? Rất có thể bông bóng này làm từ xà bông bị ăn cắp. Nhưng chúng ta biết đi đâu để tìm? Nơi này mênh mông quá. Bông bóng từ hướng kia bay tới thì có thể nó được tạo ra từ hướng đó. Vậy chúng ta đi về đó đi. Ôi, bông bóng đẹp thật. Ta có một hành tinh bông bóng luôn. Thì ra ngươi đánh cắp xà bông của chúng ta. Các người là ai? Chúng ta đến từ nơi ngươi đánh cắp xà bông để làm bông bóng kia. Bông bóng rất đẹp. Ta không nghĩ ngươi là kẻ ăn cắp như thế. Ta không có ăn cắp. Ngươi không ăn cắp? Chứ cái đó là cái gì? Ta thấy những đứa trẻ ở thế giới các người xài xà bông rất hoang phí. Mỗi lần tắm thì đổ cả chai xà bông luôn. Nên ta mới lấy một ít thôi mà. Các ngươi không cho, ta sẽ trả lại. Thôi ta hiểu rồi, coi như chúng ta bỏ qua. Nhưng sau này đừng có đánh cắp đồ của người ta nữa. Về thôi. Ba, sao ba lại tha cho hắn? Lỗi cũng tại các con. Mỗi lần đi tắm là xả hết xà bông và nước. Chính vì vậy nên họ mới tưởng xà bông rất nhiều và không tốn tiền. Nhưng thực ra nó rất đắt, và ba mẹ phải tốn rất nhiều tiền để mua nó. Chẳng những con mà con nên nói với các bạn của mình, không được xả hoang phí xà bông nữa, nghe chưa? Dạ, con biết lỗi rồi. Đốm Đốm, mua rồi kìa. Tối nay hẹn ra công viên bắt dế nha. Bụng bự, lại nói chuyện trong lớp nữa hả? Bắt được con dế than rồi. Bạn bắt được con nào chứ bụng bự? Bắt được con dế lửa nè. Ủa, mà mấy bạn bắt dế chi vậy? Ngày mai bạn sẽ biết. Yeah, tới giờ ra chơi rồi. Chiến rồi Đốm. Ý, đá dế hả? Hả? Đá dế? Chuẩn bị đá rồi. Mấy bạn bắt con dế của mình hay của Đốm nè. Nhanh đi. Mình bắt con dế lửa của bụng bự rồi. Vậy thôi, mình bắt dế than.
cố lên dưới thang. Trò chơi bạo lực quá à, tội nghiệp mấy con dế quá. Trời ơi, bạn để im cho mấy con dế tập trung đá đi. Hooray, thắng rồi, yeah. Ây, xui quá. Thôi mấy bạn đừng chơi đá dế nữa, mấy con dế bị đá sụi vào, sức đầu mẻ chán hết trơn rồi, có gì vui đâu. Hush, bạn không biết gì hết, mấy con dế này có biết làm gì khác ngoài đá dế đâu. Mấy em chắc chưa? Tất cả các em chiều nay đi chỗ này với tôi. Ủa? Cô dắt mình đi đâu vậy? Không lẽ đi làm bản kiểm điểm? Cô ơi, cô dắt bọn em ra vườn hoa làm gì vậy? Ngày xưa, nơi đây là vùng đất khô cằn. Mọi người đã cùng nhau canh tác, làm cho khu đất này trở nên trù phú như bây giờ. Trong đó có công lớn nhất là chú Dế đã đào hang, chăm bón cho đất. Trò chơi đá dế là trò chơi bạo lực, bắt những con dế thiệt hại lẫn nhau, trong khi dế là loài có ích cho môi trường và dế là những nhạc sĩ đại tài trong thiên nhiên. Dạ, tụi con hiểu rồi. Loài dế vừa dũng cảm, vừa đa tài, lại vừa có ích nữa. Đúng là hơn bụng bự nhiều. Con rượt theo con chuột nhắt để làm cái gì vậy? Chuyện gì vậy ba? Chính vì con rượt theo con chuột nhắt đụng lung tung vào các hành tinh, làm cho chúng gia vào trái đất chứ còn gì nữa. Ba ơi, tôi dưới đất đi, nó không dưới đất sẽ nổ tung á. Mày ơi ba, cảm ơn ba. Bây giờ con hãy nói cho ba biết tại sao con lại rượt theo con chuột nhắt đó. Không phải tại con cẩu thả, giục đồ lung tung cho nên mới bị con chuột nhắt cắn như vậy hả? Dạ, con... Nhưng mà có chuột nhắt. Đừng có cố biện hộ nữa con à. Dạ, là con sai. Xin lỗi ba, từ nay con sẽ cẩn thận và gọn gàng hơn, không dám vứt đồ lung tung nữa đâu ba. Con hứa thì con nhớ giữ lời đó nghe chưa? Con hứa, con hứa. Thank you.
Nè, dậy đi. Cho con ngủ xíu nữa đi mẹ. Dậy đi, tụi mình bị 3 giây rồi. Chào mừng những người bạn trái đất đã đến với mặt trăng của chúng tôi. Mặt trăng. Chúng tôi vốn chỉ là bầy thỏ mặt trăng, sống ở đây hàng ngàn thế hệ. Nhưng gần đây máy móc từ hành tinh các bạn liên tục đe dọa hành tinh của chúng tôi đó. Tụi mình hiểu rồi, tụi mình sẽ giúp các bạn. Gì chứ, máy móc là mình rành lắm. Thiệt là cảm ơn các bạn nhiều lắm. Giúp xong là phải trả tiền nữa nha, tụi này không có làm miễn phí đâu. Ây da, cái gì vậy? Đây chính là bãi rác mà phi thuyền của các bạn đã bỏ lại trên hành tinh của chúng tôi. Wow, bãi rác lớn thiệt. Mà sao mấy bạn không dọn bớt đi, để vậy ảnh hưởng tới môi trường lắm á. Vì người trái đất đã để một con robot sổng chuồng, ai mà lại gần á đều bị nó tấn công. Sau khi mà ăn rác xong rồi á, nó còn xả khói đen làm dơ cả bầu không khí nữa chứ. Loại robot này có một cái công tắc sau lưng nhưng mà đã tắt được. Tôi cần phải đánh lại chúng nó. Lê leo, con robot ở giờ. Tới đi đó. Nguy hiểm quá. Quang Hùng, con đã đâu rồi? Cảm ơn các bạn vì đã giúp đỡ chúng tôi nha. Không có gì, chung tay bảo vệ môi trường là điều nên làm mà. Cho dù sống ở đâu thì môi trường sống cũng phải sạch sẽ. Lần này về mình sẽ nhờ ba kiến nghị các phi thuyền không được đổ rác trên mặt trăng nữa. Cảm ơn Xuân là sao? Phải trả tiền chứ. Bản nha, hết đòi ăn giờ còn đòi tiền nữa hả? Xin chào, mình là Đốm và mình vừa không nghe lời mẹ mình. Chị Bảy, chị mới tới chơi hả? Tôi mới tới. À, cô Bảy, thưa cô Bảy mới tới. Ừ, đốm bữa nay lớn quá ta. Nè, cho cô gửi cái chổi bay ở đây nghe. Chút xíu chiều cô quay lại lấy, cô có việc xíu. Một lát nữa, con mượn chổi bay thử nha cô Bảy. Không được đâu, cây chổi này nó lì lắm, nó không nghe lời ai hết, gửi lên thì nguy hiểm lắm. Con có một chút xíu thôi mà. Cô Bảy đã nói vậy rồi mà con còn mè nheo gì nữa. Chị cứ để đó đi, em giữ cái chổi cho. Vậy cảm ơn mẹ Đốm nhiều nha. Chị phải đi gấp rồi. Cô đã mất tiêu rồi. Nghe cô nói gì chưa? Không có phá cái chổi đó nha. Dạ. Bay lên đi trời ơi. Cao lên nữa trời ơi. Cao lên nữa. Ê trời, bây giờ mình bay lên đỉnh núi cao đằng kia đi. Mất bao nhiêu phút? Ngươi là ai mà dám ra lệnh cho ta chứ hả? Chuyện là vậy đó. Vì không nghe lời mẹ nên bây giờ mình sắp bị rơi từ cây chổi biết bay này xuống đất. Nát mông là cái chắc. Vậy là từ nay không coi siêu nhân luôn. Cô kịp bay qua cứu con đó. Hay quá ha. Một lát cô về, cô sẽ mét mẹ cái tội con dám cãi lời người lớn nè. Từ nay về sau, con sẽ không bao giờ dám cãi lời người lớn nữa đâu. Xem chút nữa con nát mông rồi.
cho chừa cái tật. Đổ cái thuốc này vô mũi đúng không? Đúng rồi, đổ lẹ đi. Phòng mình lớn quá vậy. Hả? Sao tự nhiên tay chân mình bé xíu vậy? Bạn tỉnh rồi đó hả? À, chỉ cần biết thôi. À. Bạn teo nhỏ như vậy là do chúng mình làm đó. Là mấy bạn làm mình teo nhỏ lại hả? Cho mình bự lại đi. Chưa được, chưa được. Sau khi bạn giúp tụi mình đánh thắng bọn người dâu đã. Thôi, đi về làng bọn mình đi. Rồi bọn mình kể thêm cho nghe. Ủa, sao mấy bạn có vẻ căng thẳng quá vậy? Vì bọn mình chuẩn bị tử chiến với bọn người dâu. Người dâu và người cam từ bao đời nay đã tranh cãi xem vị ngọt hay vị chua thì ngon hơn. Nhưng cãi mãi không có kết quả. Thế là hai bên sẽ hẹn ngày tử chiến một phen để quyết định kết quả. Và tụi mình quyết định chọn bạn để làm thủ lĩnh của bọn mình. Vì bọn kia cũng đã nhờ một người giúp sức mà. Để mình thử xem sao. Anh em, hôm nay là ngày chúng ta cho bọn người dân biết tay. Chị chua là số 1. Anh em, xông lên, cho chúng biết chị ngọt là vô đối. Xông lên anh em, đánh cụ đầu trước khi mà nó kịp trở tay. Lên. Khoan đã. Ủa, đớm, mình không ngờ là bạn nghe phe người cam luôn đó. Hai phe thôi đi. Lý do hai phe đánh nhau thiệt là tào lao. Vị ngọt hay vị chua cũng đều ngon hết mà. Tại sao ta phải tìm ra vị ngon hơn chứ? Gì? Ta không biết. Nhưng mà nói chung là mùi ngọt thì ngon hơn. Và tụi cam phải bị tiêu diệt. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cả cuộc đội bạn cho ăn ngọt hả Bụng Bự? Chắc là sẽ bị tiểu đường mà chết. Đó, thấy chưa? Cuộc sống là phải cân bằng nhiều mùi, nhiều vị thì mới thú vị chứ. Như mình ăn chua hoài chắc chắn sẽ bị lũng ba tử luôn. Chúng ta phải biết cân bằng mọi thứ để sống vui, khỏe hơn chứ. Bạn trẻ này nói có vẻ đúng đó. Đình chiến vì một cuộc sống cống hiến, ngươi thấy sao? Đồng ý. Đình chiến là để cống hiến cho cuộc sống nhiều giá trị hơn. Đúng rồi. Quảng đồ xì ra cái gì ra cái này. À ha, đớm, đưa cái mũi của bạn đây cho mình. Chà. Đau quá à? Bụng Bự, bạn gian, bạn rút mũi đau quá à? Đâu có đâu, mình làm nhẹ hiều chứ bộ. 2, 3. Quảng đồ xì ra cái gì ra cái này. À ha, đớm lại thua nữa rồi. Hai đứa mình cùng thắng đớm. Nào nào, cho mình mượn cái mũi nào. Xong hôm nay, mũi của đớm sẽ cao lên 10cm luôn đó. Mà nó còn bự ra và nhỏ lên như trái cà chua nữa đó, tay to. Mình không chơi nó đâu. Cái bạn hèn nhau ăn hiếp mình. Đâu có đâu. Chơi cái này là hên xui mà. Có ai biết ai đang suy nghĩ gì đâu mà hèn nhau ăn hiếp chứ. Cái bạn xạo, mình nghĩ chơi. Hôm nay xui quá à. Đau hết cái mũi. Giá mà biết được tay to và Bụng Bự ra cái gì thì mình sẽ cho họ biết tay. Xin chào quý khách. Có phải quý khách đang muốn biết suy nghĩ của người khác phải không? Hay quá. Cái nón này biết mình đang nghĩ gì luôn. Biết chứ, vì tôi là máy đọc được suy nghĩ mà. Yeah, đúng là thứ mình cần. Tay to Bụng Bự sẽ biết tay mình. Quánh tù xì ra cái gì này. Thắng nữa rồi. Quá. Xuống thiệt chứ. Mình ăn
quá trời tiền luôn. Thằng quách con kia, bắt hắn lại cho ta. Ngay là con sẽ gây ra chuyện mà. Sao con dám lấy cái máy đọc suy nghĩ của ba vậy? Dạ, con chỉ muốn phá hai bàn tay to và bụng bự thôi. Tại con tham lam. Đây là cái loại máy ba chế tạo ra để đọc suy nghĩ của các loài vật, giúp cho bác sĩ thú y chữa bệnh. May mà ba đến kịp đó, nếu không thì con tiêu rồi. Dạ, con sợ rồi ba. Tận cùng bầu trời là gì ta? Mình nghe cô giáo bảo là cuối trời là đường chân trời mà. Ơ, mình nghe mẹ mình nói á, chính là thiên đường. Ờ, chắc ở đó vui lắm ha, thiên đường mà. Ôi, ở thiên đường mới tuyệt vời làm sao. Vậy, chúng ta đi đến thiên đường đi. Ý, cho mình đi theo nữa, cho mình đi theo nữa. Tụi mình đi đến thiên đường đi. Các bạn về nhà sắp xếp đồ đạc, chúng ta sẽ làm một chuyến phiêu luôn. 10 phút nữa có mặt tại đây nha. Yeah, đọc đi. La 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 la. Đốm, con làm gì đó? Con đi đâu mà vội vàng vậy Đốm? Dạ, con đi đến thiên đường. Có gì con nói mẹ sau. Ôi, cảnh mới đẹp làm sao. Ở phía trước thôi, các bạn cố gắng lên. Các bạn ơi, mình khát quá à. Tụi mình hết sạch nước rồi. Mình không đi nữa đâu, mình chết mất. Đi chưa đến thiên đường mà các bạn đã cho mình thấy địa ngục rồi. Mình không có, có thích cà rốt. Có ăn là sướng rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Ai biểu các bạn toàn mang theo đồ chơi. Bây giờ mình chỉ ước là được nằm trên giường rồi ăn cơm mẹ nấu là sướng nhất. Ừ, ở nhà là sướng nhất. Đi tìm thiên đường chi cho xa xôi. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá mẹ ơi. Con nhớ nhà quá mẹ. Sắp tới giờ rồi, không biết Đốm đi đâu mà giờ này chưa tới nữa. Chắc lại là ngủ nướng nữa chứ gì. Đốm này chùm ngủ nướng của lớp mà. Xin chào. Ghê thiệt đó nha. Đó là đôi giày biết bay hả Đốm? Chính xác, một sản phẩm mới của ba mình. Không ở đâu có đâu. Đốm sướng ghê nha, lúc nào cũng được thử công nghệ hiện đại hết. Có gì đâu, nếu tao tao thích thì mình cho tao tao mượn nè. Thích chứ, thích chứ. Mà sử dụng thế nào hả Đốm? Bạn chỉ cần dậm hai chân xuống đất là giày sẽ tự động bay lên. Bạn sản xuất thêm cho mình một đôi nữa được không? Chưa được đâu, đôi này còn phải sửa lỗi nhiều lắm. Nhưng vì mình ngoan, nên ba mình mới cho dùng thử hôm nay thôi đó. Hả? Được xài có sáng nay thôi hả? Vậy cho mình mượn xài cái đi. Không được, sắp giờ học rồi. Bạn mà còn thử nữa là tụi mình trả học đó. Đốm keo kiệt quá à. Có một chiếc thì không bay được đâu. Con bay được rồi nè. Ơ
chết rồi, phải giúp bụng bự thôi. Nhưng trường sắp đóng cổng rồi, nếu mà đi giúp bụng bự thì trễ giờ đó. Không được, bạn bè quan trọng hơn. Ừ, vậy mình đi giúp bụng bự đi. Chóng mặt quá à, cho mình xuống đi mà. Mình quăng chiếc gì còn lại lên cho bạn, ráng chụp nha. Quay vòng vòng như vậy làm sao mà chụp được. Cố lên bụng bự, mình tin bạn làm được. Cố lên. Hey. Hoàng ơi, chụp được rồi. Chết rồi, trễ học rồi. Dạ thưa thầy, tụi con tới trễ. Dạ, con xin lỗi thầy. Thầy đã biết hết rồi. Tuy rằng đốm có khoe khoang, bụng bự có bộp chộp, tay to thì không chịu ngăn hai bạn, nhưng hành động vì bạn bè lúc hoạn nạn của các em rất đáng khen. Hứa là lần sau. Mở ra xem thử. Thưa mẹ, con mới đi học về. Con về rồi hả? Rửa tay làm nghỉ tí đi, rồi ra ăn cơm con. Dạ thôi, để con rửa tay rồi phụ mẹ làm việc. Công nhận tay to giỏi thiệt. Ý quên, mình phải đi cất nó đi đã. Ủa, nãy giờ đâu có ai đụng tới cái hộp đâu ta. Hả? Nó tự mở hả? À, mình hiểu rồi. Thì ra là hộp này tạo ra quà. Hay quá, con có bông đẹp quá à. Nếu mình có cái hộp đó, mình sẽ có được thật nhiều đồ chơi mới. Nhất định mình phải có được nó. Dù sao thì mình cũng phải để cái hộp lại chỗ cũ mới được. Ê, ta to. Ủa, đớm, bạn chưa về nữa. Ừ, mà ta to có cái hộp gì vậy? Không có gì đâu, mình nhặt được hôm qua đó. Hộp bé ngoan là gì vậy to? Ta tao có mở nó ra coi chưa? Mình đâu có mở. Thôi đủ rồi, mình đã thấy hết tất cả. Cái hộp đó tạo ra đồ chơi có phải không? Ủa, sao bạn biết? Sao là không biết? Có cái hộp hay như vậy mà không chia sẻ cho bạn bè gì hết. Mình đang tính đem trả lại chỗ cũ mà. Nếu bạn không cần nó thì đưa đây cho mình giữ cho. Đưa đây cho mình. Đi trước đây. Ê, không được đâu, đớp. Nè, đi học về sao không thưa ai hết vậy con? À, quên, con thưa ba mẹ con mới đi học về. Con lên lầu đây. Không được, con để cặp đó, vô rửa tay, rồi ra phụ mẹ dọn cơm. Dạ. Mẹ ơi, mau dọn cơm lẹ lẹ đi, con còn phải học bài nữa mà. Muốn nhanh thì vô phụ mẹ, ở đó mà hối. Không sao, nè, con ăn nhanh lên đi rồi còn học bài nữa. Cái thằng này, không biết dọn dẹp gì hết. Hợp ơi, tao muốn có một chiếc xe điều khiển đời mới, tạo ra cho ta đi. Hả? Tại sao tao lại đứt cái đá không vậy? Không chịu đâu. Có chuyện gì mà khóc vậy con? Tất cả là do cái hộp này. Con thấy tao mở ra có đồ chơi mới, con lấy của bạn đó mang về thì lại ra tàn đứt cái đá không à. Trước khi nhận được quà, bạn tay to đã làm gì vậy con? Bạn nó phụ mẹ dọn nhà, dọn cơm. Vậy thì ba hiểu rồi. Đây là hộp bé ngoan, nghĩa là con phải ngoan thì mới tạo ra được đồ chơi. Về nhà thì không chịu phụ giúp cho mẹ. Con không ngoan thì làm sao mà nó ra đồ chơi cho con được. Vậy là mai con ngoan thì con sẽ được đồ chơi phải không ba? Đúng rồi, nhưng mà con không được giữ nó, bởi vì nó không phải là của con, phải trả lại chỗ cũ. Như vậy đã là ngoan rồi. Con hiểu rồi, mai con sẽ trả lại chỗ cũ. Với lại đi xin lỗi tay to nữa. Cố lên mày nhỏ, chúng ta gần tới rồi. Chỉ cần một chút nữa thôi là sẽ được ăn món ngon nhất trên đời này. Nhưng mà mình mệt quá, bay hết nổi luôn rồi. Mình chán ăn bánh mì lắm rồi. Sáng nào bọn mình chán ăn bánh mì, xong nay bạn lại vậy? Tại vì ngày nào cũng ăn hết đó, nên mình ngán tới tận cổ rồi nè. Mình muốn ăn đồ ngon. Mình muốn ăn món ngon nhất trên đời này. Đúng đúng,
đang trên đường tìm món ngon nhất trên đời. Bạn có muốn đi với mình không? Cố lên mày nhỏ, chúng ta sinh ra là để ăn mà. Thôi, mình bỏ cuộc, bạn đi ăn một mình đi. Cuối cùng cũng tới nơi rồi. Món ngon nhất trên đời này sẽ là của mình. Tất nhiên là đi rồi. À, ý bạn là từ nay về sau không thể ăn bánh mì chung với bọn này nữa chứ gì? Mình muốn thưởng thức đồ ăn ngon thôi. Mấy bạn đừng có hòng cản mình. Ủa, đâu rồi ta? Sao mấy nhỏ nói là ở trên này mà? Ồ, chào anh bạn nhỏ. Lâu lắm rồi mới có người xuất hiện ở nhà hàng cô đơn này. Hả? Nhà hàng cô đơn? Đúng rồi, vì chỉ có những người không có bạn bè, rảnh rỗi lắm thì mới lên tới nơi này thôi. Cũng hơi đúng đúng. Mà món ăn ngon nhất trên đời này đang ở đâu vậy chú đầu bếp? Ừ? Dạ, con hiểu rồi, bên kia cây cầu. Kia rồi, cuối cùng món ăn ngon nhất trên quả đất cũng thuộc về miệng ta. Sao rồi anh bạn nhỏ, thấy thức ăn ngon chứ? Tất nhiên là... Sao tự nhiên lại ngập ngừng vậy? Không có ngon. Tại sao cháu lại thấy không ngon vậy ta? Cứ thấy thiếu thiếu cái gì á. Là thiếu những người bạn đúng không? Món ăn cho dù ngon cách mấy, nhưng nếu phải ăn một mình thì thật là buồn chán. Dạ, chú nói chí phải. Món ăn ngon nhất trên đời chính là những món ăn được ăn cùng với mọi người, vừa ăn vừa cười nói chuyện vui vẻ, chứ không phải là lủi thủi ăn một mình. Cháu hiểu tại sao nơi đây gọi là nhà hàng cô đơn, chứ không phải là nhà hàng ngon nhất rồi. Tạm biệt chú nha, cháu về với bạn của mình đây. Cháu nói đúng lắm. Tạm biệt cậu nhỏ, chúc cậu thượng lộ bình an. Dạ. Ma sao? Cho gì? Cho gì? À, con muỗi. À, bắt được rồi, đồ phá hoại. À, ta chưa đủ khổ đâu, sao ngươi còn đập ta? Không đập ngươi, ngươi đi truyền nhiễm hả? Sao mà ta truyền nhiễm được kia chứ? Thì chích người hút máu, chứ còn sao? Ngươi bị điên à? Ta là muỗi đực, đâu có hút máu được đâu. Hả? Có vụ này nữa hả? Ta chỉ bị lạc chỗ đây thôi, chứ ta hút giữa cây trong khu rừng vui vẻ ấy. Nhưng ngươi sẽ lấy vợ, rồi sẽ sinh con, đi truyền nhiễm mà. Ta ốm yếu như vậy, không còn mũi cái nào muốn lấy ta hết. Ngươi bị bệnh hả? Không, vì muốn đực với ta chỉ sống được quá lắm 15 ngày thôi. Hết ngày mai nữa là ta sẽ chết. Thôi, đừng có buồn nữa. Ngươi lấy vợ mắc công sinh con, rồi lại truyền nhiễm, không có tốt đâu nha. Ta đâu có cần lấy vợ, ta chỉ muốn trước khi chết có thể làm được một việc tốt, để vớt vát được tiếng tăm cho loài muỗi ta thôi. Hả? Là ngươi muốn làm điều tốt hả? Ừ, làm một điều tốt trước khi chết. Đơn giản, mai ta sẽ giúp ngươi. Ủa, thật hả? Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ vào rừng xanh, nếu có lâm tặc vào chặt cây thì ngươi sẽ tấn công để đuổi họ về. Chà, nghe ngu đó. Nhưng ta liệu có làm được không? Nếu đó là một việc làm cuối cùng của ngươi thì ta chắc chắn ngươi sẽ làm được. Thôi, hôm nay cưa một cây đủ rồi. Hôm qua cưa nhiều quá, xém bị phát hiện luôn. Đến rồi kìa, ngươi chuẩn bị chưa? Dừng ngay tên lâm tặc kia. Mũi đầu dòi bất mình kia. Tao nói ngươi đó, đừng phá hoại. Hả? Con mũi nhép, người tính làm gì ta? Chết ta chắc. Được, ta sẽ cho người biết. Trời
đi mà. Đuối quá. Ngươi có sao không? Cuối cùng ta cũng đã làm được. Ước gì có thêm thời gian để làm thật nhiều việc tốt. Cảm ơn ngươi đã giúp ta. Ta đi đây. Ta sẽ làm như ngươi nói, làm việc tốt khi còn có thể. Cảm ơn ngươi. Trời nóng quá đi mất. Mình nghe mẹ nói á, là thời tiết nóng nực làm cho cây cối héo queo, mùa màng thất thu tùm lum hết đó. Chẳng biết ông thần mưa đi đâu mất tiêu rồi nữa. Tụi mình không thể ngồi không như vậy được nữa, phải đi tìm ông thần mưa thôi. Nhưng mà biết ai đi tìm bây giờ? Thì đương nhiên là mình rồi. Trong nhóm này á, là mình khỏe nhất chứ gì nữa. Phải mạnh mẽ như vậy mới vượt khó mà tìm được ông thần mưa. Ý bạn nói là mình yếu hơn bạn hả? Chứ không phải hả? Chấp nhận sự thật đi. Ừ, bụng bự đã xung phong rồi, thì tụi mình sẽ ở lại đây đợi bụng bự về nha. Được rồi, mình đi đây. Để xem có tìm ra ông thần mưa không thì biết. Ông thần mưa ơi, ông thần mưa, ông đang ở đâu vậy ông? Dạ. Ây da, đau quá. Mệt quá. Tìm hoài mà ông thần mưa vẫn đâu mất tiêu à. Ủa, bụng bự, bạn đã tìm được ông thần mưa chưa? Mình tìm không có được. Bạn tưởng mày có sức khỏe thì sẽ làm được sao? Để mà tìm được ông thần mưa thì phải cần một người thông minh, nhanh nhẹn như mình đây. Mày nói vậy á, thì mai đi tìm đi, thách bạn tìm ra. Được thôi, ngày mai sẽ tới mình. Ông thần mưa ơi, ông thần mưa. À, hay là mình hỏi xung quanh đây thử coi. Bông hoa, có gặp thần mưa không? Ông thần cây ơi, ông có gặp thần mưa không ông? Thật đáng sợ, trong rừng thật là nguy hiểm. Đó, mình nói rồi mà bạn đâu có tin đâu. Ít nhất là mình vẫn thông minh hơn bạn ha. Tới giờ mà bạn còn nói như vậy nữa hả? Thôi thôi, dừng lại đi, hai bạn cãi nhau hoài à. Anh chị ơi. Chuột hả? Sao giờ này em lại ở đây? Em đang đi tìm đồ ăn chị cho mẹ, thì nghe mấy anh chị cãi nhau nên em ra đây. Anh chị để em đi tìm thần mưa cho. Hả? Em đi tìm? Dạ, mặc dù em yếu ớt nhưng cho em giúp sức với. Em chỉ muốn trời mau có mưa, mùa màng có lại thì mẹ em mới có đồ để ăn. Mẹ em đang bị bệnh mà không có gì để ăn ở nhà hết. Trời, thần mưa kìa. Ông thần mưa ơi, ông ở đâu mà hai ngày nay tụi con đi tìm ông không thấy đâu hết á? Ta đã biết, nhưng ta không xuất hiện bởi vì các con đi tìm ta chỉ vì ghen tị, ganh đua nhau. Còn chuột, con tuy yếu ớt nhưng biết nghĩ cho mẹ, cho người khác. Ta đã cảm nhận được tấm lòng của chuột nên đã xuất hiện. Thì ra là vậy, hai bạn có thấy mình sai chưa hả? Mình biết mình sai rồi, xin lỗi Đốm. Mình không nên phát lá với bạn như vậy. Mình cũng xin lỗi bạn nhiều lắm nha. Thôi, dù sao thì thần mưa cũng xuất hiện rồi. Mọi người hãy vui lên đi nào. Có mưa rồi. Hôm nay, ba sẽ dẫn cả ba đứa đi cắm trại cuối tuần nha. Hôm nay sẽ khác với mọi khi. Khác là sao hả ba? Hôm nay ba muốn mấy đứa hãy tự tay làm tất cả các công việc của một chuyến cắm trại, vì các con đã lớn, được không nào? Dạ được. Dạ. Dạ. Vậy bây giờ các con hãy tự phân chia công việc và bắt đầu đi nha. Dạ. Giờ chúng ta sẽ chia nhau ra đi kiếm củi, lấy nước, dưỡng liệu. Mình làm biến đi, mỏi chân lắm. Vậy bạn ở nhà dựng liều nha. Ừ. Vậy mình sẽ đi lấy củi, còn tao to đi lấy nước. Ừ, cũng được. Nhiều đầy đủ chưa ta? Thôi kệ, chắc đủ rồi á. Lấy nhiều sao mà khiêng nổi. Sao mà không thấy nước đâu hết trơn vậy nè? Hả? Kia kìa. Ê,
tự nhiên bắt con gái đi lấy nước, thiệt là bất công quá mà. Nhiều đây là đủ rồi. Đốm, ta to. Đốm lấy củi xong rồi hả? Ừ. Sao chỉ có nhiêu đây vậy? Không có củi, nhiêu đây đủ rồi. Mà sao ta to lấy có chút xíu nước vậy? Nước xa lắm, mà lại ít nữa. Mà đã cố gắng mới lấy được bao nhiêu đây đó. Thôi mình về đi. Bụng bụng. Hả? Cái gì vậy? Tụi mình đi lấy củi, lấy nước, còn bạn lại nằm ở đây ngủ. Mình Đúng rồi, củi đâu? Hết củi rồi nè. Mình lấy rổ trái cây nè, bao nhiêu đó được rồi. Sao mà chín được chứ? Bạn lười biếng quá à. Chỉ có mấy cây củi tàn hết rồi, không có thịt để ăn luôn nè. Bạn cũng vậy, có chút xíu nước, mình chưa rửa được một trái nào luôn nè. Hai bạn phụ mình đi, mình không biết dựng lều. Không, ai bị bụng bự làm biếng. Chết rồi, mưa tới. Các con có thấy chính sự lười biếng, tị nạnh và không giúp đỡ lẫn nhau của các con đã gây hậu quả như thế nào hay chưa? Dạ, tôi có biết lỗi rồi. Đây là bài học cho tất cả các con, để sau này làm gì cũng cần phải hoàn thành nhiệm vụ của mình, và đặc biệt là biết giúp đỡ lẫn nhau. Dạ. Mùi thơm quá vậy. Thịt nướng. Ồ, đói bụng quá. Mẹ đâu rồi ta? Ồ, dở trông ngon quá vậy. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Sao ta? Mình muốn ăn dưa hấu. Đúng, sao con dám lấy dao? Mẹ đã dặn con thế nào? Dạ, tại con không thấy mẹ đâu hết. Con có biết trẻ con không được dùng dao không? Nó rất nguy hiểm. Dạ, tại con đói bụng quá, con biết lỗi rồi, con xin lỗi mẹ. Mẹ chỉ giảng giải cho đúng hiểu chứ không phải trách mắng con đâu. Để mẹ dọn cơm và xẻ dưa cho con ăn nha. Yeah, cảm ơn mẹ. Đúng đến rồi hả? Mẹ vào đi, có bụng bự nữa nè. Mình có mang thêm bánh khóm cho mẹ mình làm nè, ngon lắm đó. Yeah, bánh mẹ đốm làm là ngon nhất. Ăn xong bánh á, tụi mình chơi trò gì tiếp theo bây giờ? Hay là tụi mình đọc sách đi. Thôi, đọc sách dễ bị buồn ngủ lắm. Vậy thì tụi mình chơi bán đồ hàng đi. Nhưng mà chỉ chơi giả bộ hoài chán lắm. Mình cứ giả bộ ăn trong khi không có cái gì ở trong chén hết trơn á. Chứ buồn bự muốn chơi cái gì? Mình cũng không biết nữa. À, mình biết rồi. Lần này chúng ta sẽ không chơi bán đồ hàng giả bộ nữa. Tụi mình sẽ dùng cây lá để làm thức ăn. Ý bạn là sao? Tụi mình sẽ lấy lá cây sắt nhỏ ra làm thức ăn. Vậy là có thức ăn trong chén, chỉ là không ăn được thôi. Nghe có vẻ thú vị hơn rồi đó. Vậy mình cùng chơi đi. Mình cũng muốn chơi thử lắm á. Vậy giờ tụi mình cùng đi hái lá cây đi. Xong, vậy bây giờ tụi mình cùng chơi thôi. Đốm làm đầu bếp, mình là phục vụ, bụng bự là khách hàng. Để mình làm khách hàng cho. Mình chỉ thích ăn thôi. Nhưng mà bây giờ mình dùng cái gì để cắt lá bây giờ? Đương nhiên là dùng dao rồi. Thôi, không được đâu. Mẹ mình nói trẻ con dùng dao rất nguy hiểm. Mẹ mình cũng nói vậy đó. Hai bạn và con trai mà nhát gan quá à. Đốm không dám dùng dao, vậy để mình làm đầu bếp cho. Không phải mình nhát gan, mà là mình nghe theo lời căn dặn của mẹ thôi. Vậy là bạn vẫn không dám dùng dao đúng không? Vậy cứ để mình làm đầu bếp cho. Mình leo lên cái ghế này, hai bạn giữ chặt cái ghế giúp mình nha. Nè, hai bạn thấy chưa? Có sao đâu. Tay tôi, cậu có sao không? Mình còn sống không vậy? Bạn còn sống mà. Thiệt là nguy hiểm quá, xém xíu là mình tiêu đời rồi. Giờ thì mình đã tin lời của đốm rồi. Chúng ta còn nhỏ, không nên sử dụng dao, như vậy sẽ rất nguy hiểm đó. Sao đốm không rủ bụng bự đi hái táo cùng với tụi mình cho vui? Thôi, bụng bự lúc nào cũng tham ăn, đủ vẻ đi cùng á hả?
bạn ăn hết táo của tụi mình thì sao? Nhưng dù sao cũng là bạn bè mà, nhường nhau một tí có sao đâu. Ê tay to, có cái gì đằng kia mà sáng dữ vậy? À ha, mình lại xem thử đi đúng. Thì ra là đôi cánh. Mà sao nó phát sáng dữ vậy? Có khi nào là cánh tiên không? Dám lắm à. Mẹ mình nói chỉ có tiên mới phát sáng thôi. Vậy mình lấy nó đi đứa. Hai bạn chơi xấu nha, đi mà không ngủ mình. Ai bảo bạn tham ăn làm chi? Mà bạn buông chân ra đi, để mình lấy đôi cánh của mình. Nè, lấy đi. Ê, mình mấy được rồi nè. Đốm xuống đi, bọn mình mỏi cổ quá à. Để mình bay tí nữa đi. Xuống đi, mình có cái này hay lắm nè. Ê, việc gì mà hay vậy bụng bự? Trả đôi cánh cho mình. Sao phải trả cho bụng bự chứ? Ờ, tụi mình thấy nó ở đây mà. Nhưng mình thấy nó trước. Trả đây. Không trả. Trả đây. Đưa cái kia cho mình. Trả lại cho Đốm. Không trả. Không trả thì đừng trách. Vậy thì làm gì nhau chứ? Thôi, thôi hai bạn đừng đánh nhau nữa. Nguy hiểm lắm. Tay to, mau tránh ra. Để mình dạy với bụng bự một bài học. Đôi cánh và bạn tay to đâu có bị thương. Dạ, tụi con biết lỗi rồi. Lỗi gì hả? Dạ, là bạn bè thì không được đánh nhau. Phải biết nhường nhịn, yêu thương nhau. Bà vẫn chưa nhìn thấy hai đứa yêu thương nhau, làm sao mà tha tội được. Đốm ơi, xuống ăn cơm. Dạ. Đốm, ăn cơm thôi con. Lớn lên con sẽ làm họa sĩ. Ủa, mẹ tưởng con thích làm thám tử chứ. Bây giờ con thích làm họa sĩ hơn. Tại sao? Cô giáo khen con có năng khiếu vẽ. Đốm giỏi quá à. Ba mẹ sẽ mua tặng cho Đốm hộp bút chì màu để Đốm tha hồ vẽ. Dạ. Đốm nè, ba mẹ rất tự hào về con. Tuy nhiên, khi con biến toàn bộ ngôi nhà của chúng ta thành một tác phẩm hội họa thì ba mẹ thấy không ổn chút nào. Tại sao? Ba mẹ cũng chia sẻ căn nhà này với con. Khi con vẽ khắp nơi, thậm chí vẽ lên cả đồ đạc của ba mẹ thì ba mẹ thấy rất phiền. Điều đó có nghĩa con không tôn trọng không gian và vật dụng của ba mẹ. Vậy từ giờ con sẽ vẽ ở đâu? Không còn chỗ nào để con vẽ hết trơn á. Thêm giấy, chì màu và cả màu nước cho con thoải mái vẽ. Khi nào gần hết thì con nói để ba mẹ mua tiếp. Hay quá, con cảm ơn ba mẹ. Và Đốm phải phụ ba mẹ lau chùi đồ đạc và nhà cho sạch sẽ nha. Dạ.
tròn là món gì ạ? Tại sao con lại hỏi vậy? À, chuyện là như vậy nè mẹ. Con có muốn ăn đòn không? Mẹ ơi, đòn là món gì vậy? À, hóa ra là vậy. Đòn có ngon không? Khi nào mẹ cho con ăn đòn thử nha. Hay là như vậy, bây giờ đốm tự đi tìm hiểu xem đòn là món gì. Và nếu đốm vẫn muốn ăn đòn, thì mẹ sẽ cho đốm ăn đòn. Mẹ hứa nha. Mẹ hứa. Bạn có biết đòn là món gì không? Mình đã ăn rất nhiều món rồi, nhưng chưa bao giờ mình được ăn đòn hết á. Đến bạn mà cũng không biết nữa, thật là chán quá à. Nhưng bạn có chắc là mình không nghe nhầm không vợ? Chắc mà, mình còn ghi lại nữa nè. Xin lỗi nha, mình không giúp gì được cho bạn. Không sao, mình sẽ sang hỏi tay to. Nếu bạn được mẹ cho ăn đòn thì nhớ cho mình đăng ký nha. Có biết đòn là món gì không? À, mình nhớ rồi. Mình đã từng được ăn món này rồi. Thiệt hả? Nó như thế nào? Có ngon không? Bạn ăn ở đâu vậy? Lâu lắm rồi. Một lần nhà mình đi du lịch nước ngoài, ba mẹ có cho mình ăn đòn. Ngon lắm. Ngon ra sao? Kể mình nghe đi. Ngon không thể tả được. Nó vừa đẹp mắt, vừa ngọt, vừa mát lạnh, còn thơm nữa. Sao nghe giống kem vậy? Cũng hơi giống nhưng ngon hơn nhiều. Mình cảm ơn bạn. Bây giờ mình phải về đây. Mẹ ơi, con đã về. Mẹ, con biết đòn là món gì rồi đó. Đòn là món có vị ngọt, mát và thơm, giống như kem nhưng ngon hơn nhiều. Vậy giờ con còn muốn ăn đòn không? Con muốn, con muốn. Mà ăn liền luôn hả mẹ? Tai to nói cái món đó ở nước ngoài mới có. Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang cho bạn thú nhờ bông ăn đòn nè. Hóa ra là vậy. Đòn không ngon chút nào. Giờ con có còn muốn ăn đòn nữa không đớm? Bởi vậy nên ba mẹ không bao giờ muốn cho con ăn đòn. Tới rồi. Có gì ăn không vậy đớm? Vô đây, vô đây. Đợi xíu nha. Đã quá. Ngon quá.
Đốm. Dạ. Con biết lỗi của con chưa? Dạ, con biết rồi. Con xin lỗi mẹ. Lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu. Lần sau, trước khi mời các bạn về nhà chơi, con phải xin phép và báo trước để mẹ còn chuẩn bị nữa. Chơi xong cũng phải biết dọn dẹp lại sạch sẽ nghe chưa? Dạ. Mẹ ơi, tối nay mình ăn gì? Trong tủ lạnh giờ không còn gì hết trơn đó. Tối nay nhà mình ăn mì gói vậy.